bạn đã sạc cái tia kia bị bố cô từng lách đăng luôn về nó thả một bộ của bông dây bường luôn bộ kết con nè bóng đánh mà chơi là kia mỹ sạc cái tia kia mỹ rồi dùm cười này luôn một bên chơi cầm đặt này luôn bỏ lại trắng bạn sạc cái tia kia là kia mỹ từng lách đăng luôn thả một bộ của bông dây bường luôn hết kia mơ cái này kia dùm đó là bóng dây bị say bởi ra hết xong bây giờ là kia mỹ cũng mất tận đăng và về đây thầm rịp rộp mòn tịnh mòn nâng có cuối trong bà thả bà nhôm miền xa lý chết miền thiệt chia ra bộ cổ đá nhôm nâng mơ ra bộ cổ lý chuyên chùa tùy một bích là bây đang thả bụi dương mình bè tế tiếng là thầm sao tăng nhôm sao đôi chân này ta nâng bà ca sông tiết thả nà chia ra bộ cổ đôi bàn tôi chưa chẳng nâng ở đâu dương mình toa trọ thằng sông ấy dương nâng miền nó sài mùi tiết mà đi bỏ bà đà bà đà nè dùng một chỗ cho dân mất miền bê khá dương vừa ọt miền bỏ máu nông cao tông tiêu bật mẹ bằng tay bố cổ đại chia ra bố cổ thằng lái nước bàn sắp đáy chân nhỏ bì sắp hiểu vẹn đại khuôn bò là trời nâng từ 8 thò mà tê xa nà để dây sổ ra thả bố cổ nông bóng bàn sắp đáy nhỏ bì lạ cái này bố cổ nông tục đáy thả nẹ trả đăng nâng bì khăn nóng nông bì giáng mạch lẹ bóng ấy khá mình bên mình ban gì sao thế một bốn nó ban gì cho đó nè thà sao ta bằng một bốn lẹ ấy sẽ cả tiền nó lẹ bong sẽ ấy à là kim mỹ nó lẹ bong mạch lẹ bong ấy pro đã bật bọt đôi mắt đây đặc tia dạng mạch cả một bật dạng mạch bây giờ họ nó chỉ một cô dạng mạch sập hiệp chặt dạng mạch đôi dương bàn dây một trụ trụ thà bây giờ họ nó chỉ một nụ đại miên ta kể ra chân ọt miên pro để cảm nhận bàn dị bọn ấy nó là đúng chúng ta sám put rư tha nẹ trả đằng nâng ban sầm đai bị sụp hiệu vẹn ban bằng hai nhà vây đã bị không bị cóm nộ đầy dương tôn bán nộ chân mâu tam là dạ phía xa sạp tam là dạ sầm lên rồi hốt đó tam là dạ sầm nề để kê ta xem một phạm đi nè dân chặt tục tha bụ lô nó ban bằng hai nì mất ở dương ban sqoa khóa ha ta là dạ bụ cố vì khổ bí bụ dương nhắn mách dân được trong cùng bí ban giấy sao ta bắt là bụ cố chỉ nẹ lẹ bong ban nữ thọ bây thông thông xây lập bọt tạp ra mà rồi dân nhận đây là bóng nữ sắc cây ở tất thế nâng vị trí cả trà là thầm mà bằng chồng dưới thì quên chẳng ai bệnh tôi dân bằng cuối dưới đường nâng dây bằng chọc đi còn là chồng bạp nhôm nhé bạp ở trung trú hết nắp luôn chỉ xâm nụ cả ở màu ấy thà ở đây bố cô từng lấy đã bóng ấy khá là nguồn miền bạp sao ta lại bóng bóng màn sao cả tiên lại bóng bóng màn sao ta nâng thầm mà dưới trung trú cho nó ta chỉ mà nụ đại mình miền mình trà tập thể nó sẽ cài tập thể thế à cà và căn bom miền sạt miền bồ câu không lâu bọt miền tầm mong bọt miền đây miền đôi bụi dương bụi dương với còn thái dù là tháp bọt miền sạt ắt ta tu luôn này chẳng để cà tập giá nữa và tại cà lẽ đại bọt miền thì chẳng bụi dương chúng than được không sẽ cài tập thể lại đây chấm này sạt hai lúc lúc xa sạt đường đầm rề dưới cái kẹt tận hà tu sẵn với sàng hai mình ai thưa nửa cọ cọ thì chỉ một cô đại miền sơn bồi sọt đại khát tại ta bồi sọt nông sơn hai mình thưa rừng anh non tây cam pram mình thưa rừng na đại việt chia bài dùng mốc cứ mình đại đại khát rồi là thà lùng đường miền cẩm hưng khla đường miền tuần sao khla đường miền sự đây sơn lành khla đường miền xa khát phải và chia sao ta phần là một cô mình đang ở sơn lành phần đây sơn lành câu miền phần đây hay miền câu buồn đau một hơi chẳng thử chẳng hạn được chụp những rừng tập đây đấy chẳng nguyên biên chứ là về cồn dục cồn sạp tới dùng sao những thứ là nào thật bật được sẽ thấy về quạt chạc tôi quạt chư tôi được về tận địa bót quạt chư quạt dùng này non chật sập bồn chật và bạn nó không luôn vừa biến tập hiệp sai bom nó chật bản năng bản năng bàn tay thảo chân chỉ chân nghe chân ngang đôi bụi dừa và cọp bơ tôi chỉ đánh này mà ai tới đuổi thì nó phụ lục chẳng là nhúc là nó làm đạp tiếp tiếng kê hay đập đi làm đập lường pin đằng tới xã cát tiên mà đây thằng nhà sa sa đai rừng khăn rừng cào sang ngày tham mình cầm rau tiên nông chặt lục sa đai mình đền đập về nhà kia mấy vị là đặt nơi cầm hằng một phép phụ khăn phụ buồn mà phụ tô mình nọ quấy nữa bữa tôi bây giờ ngồi hẹp họ thấy khăn đi khăn trái được dùng khăn trao chẳng à đừng hẹp họ bỏ mình nuôi dương dương vậy cho mình khó tiền thọ mà đá có tiền mua để trao cho món là làm khăn và ta sầm rạp nhà kia mấy bộ cô làng tới lẹ bỏ mà nó một phép tô sầm mua đằng này phụ khăn cào tô mình nọ cái tụ cái tinh cái đại thái nó liên tê hay là cam rìa kẹt cả chuột chấm kẹt được rừng bài đùng chấm này chuột chấm kẹt nó rupa rom sa rừng sầm pho rừng sấy sấy này đầm rầy toàn hà nó lấy miên nó lúa sâu chân nó bao ăn miên đầm rầy thì ăn miên
miền phía lâm bộ thì ở miền tâm rệnh nó luôn thì khẩu vị vui dưỡng đấy nhóm dưỡng thì miền toàn hà nơi chọc bài chọc tất nơi xa lành lươi nơi trở ca nơi trở ca nó vì là vì tình yêu cả làng mà đó dùng sao tô mà nó vì là bạn sử dụng bên tôi có nhầm mà những sao ấy sọc sợi chứ không chắc là nà kia miền miền bẹp được nghe bản tay mình toàn tơ thằng sống này được sao thì tuổi dùm đạp bè hòn với sụt chân nâng bởi chất nâng trầm lại chất đâu bảo này bảo tôi chỉ lưu dần lên đang lần đang rủi đến kia đi ai nhưng bàn tay sẽ lành sau không biết đi đứng tận mà cắt thông đại vực bên bò nhé bài chân ná của mình bà lạ đấy kẻ tên trang của mình trên dưới rụp chi đường ở đây nâng sầm rắp bà đà hòn nhớ này vừa ọt biến ấy bàn tay tam tầm rơi đây là một bút bóng sầm đáy màu của bóng dưới đây là một bút bóng sầm đáy bạp chứ nhưng ai dò nâng tầm mơ đáy nè cây lô nà nà mùi thạc nhóm mà đi dạ bố côl à thay thang dò một trụ mơ dần mơ sao ta lại bàn bà mát mấy xa cả tiên là bàn ngăn nà kia mì là bàn bà mát ai dò nâng tầm trụ mơ là bệ nít khăn cổ khăn khao rụ khao lùm bộp xóm lùi xóm cạp bình bất tục trả cho ế cổ đột kriên xóm cổ rụ vì ai dạ bố côl xa y viết này bà dạy dựng đăng chăng ạ dựng đăng tháo cầm rụ ta nè trong tiên cổ nó dựng bà dạy dạ bố côl đạc luôn á giờ ông ngồi từ trụt mớ miên phòng nhưng anh đằng chẳng đó là vì thị đằng tì pi vì thị đằng mánh tì pi hay mình chả làm tì bùi nà tì pi bắt hay mình dây tì pi hay đó là đầm nó sài tì bấy chỉ thò mà đá rồi là bụi cô đằng lái môn trả đắng trai tay tròn cắt nơi bà đệ bà tìa rừng lâu đại bà bột bạp cụ thô thả giờ group nếu cà rô cà rục lùng mà phùm cả rụt khlung đúng không ạ bọn dưới nó bọn dưới đã chia khlung môn kê chứ cổ môi nó bọn bằng chẳng ổn bạp thả áo tập tập xâm rạp chìa bà khlung á để lừa cái bụt nó mọi bọn bằng hành phá bọn trụt phá tốt vậy thật thả cột đà hơi mà đó đi phá bạp bạp đà nà chồng bọn bạp rụt khlung ấy là người dâu thân ám thật á dân bên đây thả mạch nè nà để bàn thân ám nông mà phát hơi ai chia khlung bát lúc tay này nó thả lọc xa lông cạp lấy nâng dân dân dâu áp lâu dân dâu áp ở đây bật tiên một trụt mà đúc trong dây thà rùa là dạy bộ côn tầng lái trời ta chờ lòng cắt nữ sở thầm mà thị bánh nhá trời ta chờ lòng cắt cả bà đệ bát tam bê rên bọc bè chỉ biết xét xa mặt thạ bí bà sân à bởi dân trụt mơ bộ côn này kì bà đạch nhạc luôn đặc luôn ai dì xây xây dân mơ thấy đại khơi dù bà đệ bà đệ bóng cơ lộ khuyên sức à thị cổ khuyên rên đôi ca có ọt vọt bọt thầy bát xây cổ khuyên ai mặt đại khơi dâu luôn nó từ bà lâu bà lãng nâng xa mặt thạ bí bà sân à dọc tầng tê chanh chỉ vẫn mơ tự đôi kê đôi anh đưa với kê với ai một bài tực nung trong này lôi làn kiếp hơ hà si chọc bố cột bằng o bình bật tục sao mà thảo vipassana mà đai miên ta tự chị ở đây chạy bố cô là giáng mạch nhưng dù áp lần mà trụt mơ giáng hết anh đang vì thấy đăng tị bay miền này thả dây sẵn khai mô thả nẹ đại bà đạch nhà luôn chia đây bố cô là hỏi nào mà chlong cạp sao mà thị vipassana chẳng đai đôi thiền vụt thi ca bốn quả thai quả chứng xây nó mới quả miền trọng cản Vipassana xây nào ọt bà nông từ bởi có vị thi là miền play hai hòm miền tê và đa bằng chăn bằng ấy ở nà chút lọp nhận từ bình thử rụng bởi hệ thông thơ từ bệnh cầm từ xâm đại những đất đấy từ việc dẫn nóng bên chia xa mặt thạ Vipassana tê dẫn bánh hát nửa trọng thả ta nẹ skoal xa mặt thạ Vipassana rửa ọt bởi nẹ skoal cả lấy nó làm cho nó một trụt thả tê rồi là dẫn bộ côn ra trọng cản lấy nặng nai mình nói đi rồi tôi biến sao thầm mà thị bà nhà nó luôn mình nói đi nhà nó vị thị đăng tị bày đập về vị thị đăng tị bốn á vì phía mơ tam hẹp xong cua vì cua tầm mơ đấy nó thòm ở đây thòm ở đây dạ bộ cốt vì thầy tầm khó vì thầy chốt mơ tầm rắc bia phong mơ tầm phía ngọc sạch phong mơ tầm bị giả bỏ cài phong mơ tầm bị tật một mơ tầm bị cài nhảy ra đây và sẵn bảo mơ tầm thật lạc hỏi đôi tầm anh đôi tầm về chứ hay dạ bộ cốt gì vậy hỏi nó có vị ngọc đồng ngọt chừng năng đai nó gà mơ hẹp xong cua nữa mưa bị cà pro tại bạt mới khởi làm lạp phạt bên vật tục lôi xoam tục đại cho bên vật tục lồng mộp của lồng mộp trong ban của trong ban khăn cầu khăn rương ra của rương ra bên vật tục hay tới đây dạ bộ làm bà lo na vinh nhưng mình ai bà lo bán này cũng phải để nhung một tinh bài bà lo bán này vận tay trong cầu gì đọc trong cầu thật ta dương biên sĩ mà cháu này mới đăng thái đã đi ra đây dạ bộ vì toàn nhung miền chi miền thiệt chi đây dạ bộ này tưởng nhung score kê bàn toán là nhung dương vào bằng máu được tôn kia bị cào còn thật mà còn dây tru à lấy miên sầm nuôi tiết đấy mà sầm nuôi tiết à
phải chỉ buồn phạm thì tiền tới nhôm nhôm na thế này nhôm biết đi nhôm ai bảo chưa xâm lên xua xâm đồn tình mà ở nhôm xây xây sạp không chắc đúng rồi đúng không bảo bảo chắc cả nhà chơi nhà cam so mấy là bom an phô phát thì tới còn này cả nhà lọt sạp được chút tay vậy được còn rừng kho một tiền nữa đại chúng này ở tiền thành phố nó thôi ơi mà chút miền cao giờ lòng thả cả chuối đụng rong với sụp đồng bảy sập sai và thôi nó kia giờ thò một tiền này chẳng vì ai miền cao giờ lòng thả cả cả ở bị sập tiền đó đồng bảy từ phật phong với sụp đồng bảy sai và thôi nó vì từ đây đồng thì bẹp nắng ta nó kia thò một tiền được coi chỉ ăn được tiền là về giờ ở được tiền bằng trái kịch nào bao giờ chẳng ai thò một tiền cả là chẳng à bây giờ ở chỉ ăn được tiền nó về ai chơi thò một tiền mà ở từ đây đồng bẹp này anh đang tìm mùi ទី2ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចិត្តជាប្រធានដែលក្នុងទ្រឹស្ដីប្រពុតហ្នឹងតែងតែប្រើពាក្យហ្នឹងឲ្យធ្វើឲ្យបុគ្គលមួយចំនួនយល់ដែរថាចិត្តជាប្រធានហ្នឹងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងគេថាខ្លួនឯងអបអ្វីគឺធ្វើក្នុងចិត្តអញ្ចឹងមិនព្រមកម្រើកាយមិនព្រមកម្រើវិជាមិនថាទៅទីកន្លែងណាដែលអាចធ្វើឲ្យចាយវិជាបានអត់ព្រមធ្វើគេថាហ្នឹងចិត្តជាប្រធានមិនបាច់ចាំបាច់ចំណាយឲ្យអ្នកគេឃើញដែរមិនចាំបាច់គោរពដល់គោរពដល់ផ្លៃគុំបានហៅថាអាហ្នឹងគោរពប្រពន្ធចិត្តបានហើយចាំបាច់ធ្វើរកកាយដើម្បីចាចឹងសូមតែគុណជួយអធិដ្ឋានអធិប្បាយផងដើម្បីឲ្យមានការយល់របស់គ្នាកណាញោមផ្សេងផ្សេងប្រហែលជាខ្លះបែបស្ដាប់សំឡេងសើបបានអាជួយបញ្ជាក់ចង់និយាយថាពុទ្ធដីកាតែងត្រូវបានលោកយកមកទេសនាថាធម្មទានឈ្នះទានទាំងពូឲ្យវាសំខាន់ណាហើយក៏មានការចូលលួយចូលកាក់តាមប្រជុំដើម្បីយកទៅចាក់ផ្សាយធွာឬក៏ស្អីដែលគេយកថាធ្វើបែបហ្នឹងដើម្បីធម្មទានតែការចូលលួយចូលកាក់នោះវាជាធម្មទានដែរឬអត់តែវាចូលក្នុងខ្លឹមសារគាត់ចំណែកបញ្ហាទី2នៅត្រង់ថាបុគ្គលពួកខ្លះតែនិយាយថាចិត្តជាប្រធានអញ្ចឹងបើវាល្អនឹងចិត្តហើយមានពេលខ្លះមិនចាំបាច់ qualify ដោយកាយទេដូចទៅវត្តទៅវាអញ្ចឹងរឿងគារវៈរឿងគោរពរឿងកាញ់និយាយស្ដីរឿងអោលំតោតអីចាំបាច់ទៅអីបើចិត្តខ្ញុំគោរពហើយអានឹងជាពាក្យមួយដែលគេតែនិយាយឥឡូវកំទាន់ចោះទី2ថ្មនិយាយត្រឡប់ទី1ស្ដាប់តកតងរឿងធម្មទានអាត្មាគូបញ្ជាក់សិនការស្អីទៅធម្មទានធម្មទានគឺការផ្ដល់នៅចំណេះដែលចំណេះនោះសោតមិនមែនជាចំណេះទូទៅទាំងអស់ហៅថាធម្មទានទេឥឡូវថាឧទាហរណ៍យើងបើរៀនគេឲ្យគេចេះសាងអាវុធសាងគ្រាប់បែកសាងកំភ្លើងអញ្ចឹងសាងវិធីកលយកឈ្នះមនុស្សចេះល្បិចចេះកលយកប្រៀបគេបង្រៀនវិធីអាត្មានិយមដូចថាក្នុងសម័យនៃមនុស្សក្រតើយើងរស់បែបម៉េចទើបយើងជន់កកគេបានយើងស្រួលអានឹងវាជាចំណេះដែរបង្រៀនមនុស្សឲ្យចេះដែរវិធីរកស៊ីយកប្រៀបគេវាជាចំណេះដែរអញ្ចឹងតើវានៅក្នុងខ្លឹមសារធម្មទានអត់បើយើងត្រឹមតែនិយាយថាការឲ្យនៅចំណេះជាធម្មទានបើយើងប្រើតែពាក្យប៉ុណ្ណឹងណាអ្នកខ្លះអាចយល់ច្រឡំថាអូបើអញ្ចឹងអ្នកជោគជ័យគេបង្រៀនឲ្យគេនោះអត់មកមិននិយាយអ្នកជោគជ័យទាំងពួងណានិយាយតែអ្នកណាដែលបង្រៀននោះអាត្មានិយមឯងពីមនុស្សដែលមានអាត្មានិយមតិចទៅជាអាត្មានិយមខ្លាំងពីមនុស្សដែលធ្លាប់តែរស់នៅក្នុងអបធរចែកលែកគ្នាគឺទៅជាមនុស្សលែងចែកណាទាំងអស់ដឹងយកប្រៀបហើយគេមានវិធីក្នុងការយកប្រៀបហើយយើងមិនទៅមិនទាន់គេទេម្យ៉ាងវាលើកធ្វើបង្កើតផងចំណែកគេគឺប្រកែហាងយកប្រៀបតើបែបហ្នឹងជាចំណេះដែរវាធម្មតាឬយ៉ាងមិនថាមិនមែនទេណាយ៉ាងអាត្មាបញ្ជាក់ថាថ្មីថាធម្មទានគឺការឲ្យនៅចំណេះដែលចំណេះនោះសោតពេលដែលបុគ្គលអ្នកចេះអំពីយើងហើយយកវាទៅប្រើវាបានជាប្រយោជន៍ដល់បុគ្គលនោះគឺបានផ្ដល់សុខដល់បុគ្គលនោះយ៉ាងសុចរិតហើយជាក្តីសុខដែលអាចចូលទៅរំលាយនៅសេចក្តីទុក្ខបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតដល់ទុក្ខក្នុងលោកីយ៍នឹងវាអស់ទៅតាមមានន័យថាម៉េចចង់និយាយថាជាចំណេះដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងការរំលត់រំលាយនៅអវិជ្ជាដែលនាំឲ្យមនុស្សនាំឲ្យសត្វនឹងមានការកើតវិលវល់ជ្រាបជាធិមរណៈមិនចេះចប់អញ្ចឹងមិនមែនថាទោះតែយើងនិយាយចំមេរៀនព្រះកោកោកោកោកោអភិធម្មអភិធម្មបសុតគឺបសុតវិន័យគឺវិន័យអញ្ចឹងតែមកគេហៅថាធម្មទានមិនមែនទេចំណេះណាក៏ដោយគំនិតណាក៏ដោយទស្សនៈណាក៏ដោយដែលយើងយកទៅបញ្យលឲ្យគេយល់ហើយអ្នកដែលយល់អំពីយើងនឹងយកទៅប្រើទៅស្រាប់ថាបានជួយរំលែកនៅក្តីទុករបស់គេបានមួយភាគហើយចំណេះវិជ្ជាដែលយើងឲ្យនោះសោតគឺជាចំណេះវិជ្ជាដែលចូលទៅរំលាយនៅអវិជ្ជាក្នុងចិត្តរបស់អ្នកនោះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងពីសេចក្តីល្ងង់ដែលជាលោកីយ៍រហូត
rum lia nơ a vị chia đai chi tua mê nòm ai sát lô cát vô lô chai chọp bài bình tư phao thai chi thòm mật tiên. Thòm mật tiên cư chi ca chai dùm lê đòi chất mò xó nơ chùm nè để á châu tớ rum lốt cái đầy tốt bọc nô bàn. Mình mê chi chùm nè đây trăm tay bòm bón toàn hạ bòm mà nô bòm bình bòm nôm bòm mà nô rứ đang bay trầm tha chi ẩm bơ đỏ đồ được thầy dương bừng riêng kê ở che từ bừng riêng cho lôi to nhá bừng riêng cái này đại thầy trong che computer đó là nhung bừng riêng này ai nãy ai bong lôi nhóm ở bên này trên ai bao la bừng riêng to từ ô cả cả thời dân từ gì thò mà tiền ở trong này computer xây dựng gì đảm mà là sò xa ai dân từ vuốt chắp bắp rồi xây sầm non su thầy dân đấy lê cần rụng kim mi từng con đúng ở đây chia trong này ta thò mà tiền rồi dạng mạnh tham ăn mấy đi bọn tai bà san bà chế nơi không lẽ khan thà à miền tây khác chấm này khác chi phía xa chấm này khác chi bổng quạt chỉ phôm trên này dầu bay chỉ tu sanh sắc con đại dương này cháy đó là dương khơi những pi pan ha tha pe đây là sọc mình chế ăn nước với tây ban thì thứ ba pe với chế tập miền rừng với chế tập tây ban tập này đời sao mình dùng một đằng thì thứ ba quạt ao dương cần khơi tha bà san bà ao phù quạt chế đằng rừng nó quạt chế cà pe luôn mình ao rong tung về tận địa chỉ vượt qua luôn nơi bị sọc bị san tới chặt cổ sàn lang tới sàn của miến tiền của miến thỏm mẹ bẹ của châu của pro thời dương cận nhắc bán chỉ miến về khác chỉ tới bưng riết này này vị thi thai luôn vị thi thai sau của tiệp so sa của bọt của mà sa để vô bay vị thi cục đồng rồi tới thơm mai nhé cho bà cụ tới chạy phong là bay cà phê luôn là bay cái mọi cái đậu rừng luôn trời to bàn chẳng mình đau chạy tận á trong đồng đột tục bọn này đây dương chuối điện hai chấm này để quạt chạy vì dương nó bị châu từ đồng đột lên đây tục bọn quạt men hốt chia chấm này để ai chụp lên ạ với chia thằng sòng bạc anh ấy tự rob châu được non phụ thò mà tiền này chồng mình men dầu tập bịa từ ngày tháng ao thì chạy chấm này đang là thò mà tiền chẳng chào bằng riêng chào nó thôi thò mà tiền bạn thấy giống không còn chào sẽ chơi clon là về mê chào đấy bằng riêng còn chào chơi clon chơi môn vì môn sẽ chơi là bây giờ lấy bằng riêng là chơi là bảy tràng vì môn là tham ăn dùng tách là tham ăn dùng tràng vì ta chỉ thò mà tiền này thế nữa nè chồ cái ấy chạm sạp sai ăn đó mặt gì tao lọt với nhỉ thế nhôm à lấy tham à trong bạch chẹt sầm lúa bò nhôm tròn lại này nhôm lương chỉ chồng nào thả chẳng phải sao bài dương châu chỉ lối chỉ cả không phải chụp làm bài ban chỉ ôm bọc co sọp sai dùm lê được thằng bọc cùng sửu phơ được thằng bà chồ lối nước sang xà la chồng nọc mà bài tự ở lộ riêng ta ăn đang chỉ thò mà tiền viên mình men chỉ thò mà tiền đây bàn tay chỉ ăn bây giờ tiết đang bày thò mà tiền nhưng giá pin đang tốt nữa tiền viên men bày một hệt viên men ăn bây giờ tiết cả ở bài ở tức là bày này là tây bật hèn bật bật heo bật hot bật sậy bật clean mùi thò mà tiền cả ở nơi bạt nhà cả phần vô cả phần riêng ở mình đủ trẻ à bây giờ tiền cả đủ kêu lực lên là bây bắt đầu là cả đòn nhẹ đại bán thôi khó khói nữa ở kia ta lọp luôn sai chỉ thôi lược lấy non cả đời này đại xong cua lược lấy chia phải chỉ tiền nè nâng miên tiền mui tiền cả thả mi sợ tiền đào bay thòng một tiền cả ao lưới men chia thòng một tiền thế bọn tụ bay lưới lưới nó dương dây tháng lưới nó đào bay phai thọ lưới đào bay vật trụ lưới đào bay sự thật về mình men chỉ thòng một tiền thế vì chia mi sạ lui cả đại bằng ao tới bàn tên chỉ chiêu ốp co ở bàn từ chiêu súp hơ ở bàn từ chiêu bài tập sản phẩm riêng ở bàn từ chiêu sơn la sản phẩm chế độ về chiêu ami sắt vận tải ami sắt tiết đang bày thò mà tiền và sẵn bài chơi tận na này ao đứng bật chiêu bắt đầu ao cái đây tầm khán từ lứa ca sập sài thò bật nhưng bây giờ dừng lui tới một bên chiêu thò mà tiền đấy về chiêu ami sắt tiết đang bày thò mà tiền toán là nhung thấy tại hai hai đó với bạn kia chạy vậy thà thò mà tiền với tầm khăn chiên tiền xây xây nhà phải chịu ăn thì cho ủ thò thành chạy nhung ủ thò thà phụ dương cắt khlong ra hai thằng ca phiền bán khlong nữa mười bảy năm chia so miệt tháng năm mới lừa cái bùn đúng không và nó về để dương lang thì giàu tháng năm phải to miền ủ bạc co nên con nó miền sơn biên miền bật miền bật thau miền sai po miền dây và đạp tàu và đạp chu và đạp chai đại việt giả hạ ca cái nét thôi nhưng đòn là bùn nông dân tham mà lèm bắt đầu sầm nô xua tha nơi nông đầm na để trời tới đằng tàu vây đại dương mình ai chia ba thôi sầm khăn mình phớt cứ sấp biển bài tập
số thay cho cái bật bật thao cái điều xây xài bùa ấy dân dân đi kê ô bật co tầm tận thật ấy dân chỉ đáp cho ta vì mình miền đầm lấy đi đi dân mạch thả tê vì trả thay cái này bằng tay ở quay đại dương trở tập bắt đầu từ lưu vì khan mình bán đầm bệnh dầu thân năng bán cứ xuất biển vì bài tập miền bài tập tư ai xâm lạch nóng cả đạo thật đôi khi là sản phụ bạn đặt từ đào thả bánh hát được trong tháng sạc lô nước miền áo vị trí hay áo vị trí về nòm tốt của phổ thông nữa nâng ạ hay đầm bay đồng lô đồng đi áo vị trí bán lô thầm miền bánh nhà đầm bay miền bánh nhà bán lô thầm miền thỏa lô thầm miền cả dù lại các bạn ta mới dạy ca chạy chết ca sát ca tên đi bị trả ná đánh đáo xua trả lời kia miền thòm mà tiết miền thòm mà sạc bản ạ miền nạ xâm lãi miền nạ phần chủ miền nạ riêng miền nạ thờ riêng bản sân ba bạch nhà ca lãng vay vay của anh đó sẽ lại bán đây chỉ về xe nó tự đào nằm bay đồng đội áo vị trí cứ miền tây bản nhà thế đây sầm khăn bằng phốt cả để dương dây dân bè mà đây thay cho một cô lúc thằng tuột chào là quay về thằng buông ấy bạch chào phứ đấy được bài được tất cái gì bạch chạy bốn bạch prăng ấy dòng bạch miền bài miền tất cái bạch miền miền sa la còn chưa đâu anh bạch tổng đội mà rong miền chia bạch chạy bốn đấy cái từ đường thò nó từ bạch đấy tham ăn mềm tê vì mà ai duyệt miền bản tê lục bác chỉ dùng từ tê sơn ai dây thái anh đi sầm khăn chưa anh đấy gì anh đi còn ba chưa anh đi vì mình tập mẹ tập đâu đừng khnề đừng khnề vì anh sai khnề đừng khnề đối thạch bẩm bốn cam nhá tăng bị cam từ mùa đầu tiên bẩm bốn này về đời dương lang đo cam thì bẩm bốn đời dương một tuột trao cam thì mùa thảo đồng lai chẳng may thà vì mình ai vì khnề bàn tê vì chia thò đại tập đụng rong đo khnề đừng khnề còn là thà nếu con ông tự đại này ca đồng lý ai vì chia nó tao vây đại miến để tê sầm khăn làm hot cứ tua bà nhà ai bảy nhà nó cần làm tam để giải tam để giải thọ mà tiền bán chỉ lốp chế tạo đầm lại thà thọ mà tiền nó sầm khăn na áp xe xe làm bao màn hao nè sầm khăn cơ nè tê pru đại nông ca đầm đi ai về chết lưu tầm miên bảy nhà lưu tầm miên bảy nhà chẳng bán chỉ lốp chế tạo đầm lại từ lứa thọ mà tiền bây giờ mà giờ gì cả tệ sang công tham mà nó bật chế xây của ca đây mà tê khắc miên rai tê đây từ tê sát ô rót của tê còn tay đầu pepo đón khai chỉ đã chết đăng tới từ tê hơn nữa chúng ta lược tôi giang được sang gặp bùa ấy được ả rạp ruộng ấy chẳng đâu được cờ rê được chụp con ấy miên tờ rương miên tờ chụp thôn thiên một miên và tại tôi chỉ với chơi xì và lại để giải cả kỳ miên thôn thiên phần này chấm này sầm khán à đường bài tận nùng chấm này đường sầm non đường kia nó thò lên nó thưa tam cõi bàn ta ruộng nó bị cá chim bị gầm đất bom nổ tê này cái giờ tôi prau nông đây dừng công kỳ dây chẳng người ta chấm này với chia sầm khán à một tê mua để khang lưu tập bồ rót khang hay bồ rót khang cứ bồ rót ở miền cầm đất khang mình bèn bùa rót khăng hàng khăm thế này đi bàn tay bùa rót đã bên cầm đất khăng cái tay này ao đầm lại màu đường này cầm đất chẳng bùa cái cật thà vay vay cột giáng vì tranh bị cầm đất tê thì dương sơn mai sơn mai ban dương squat là cái sợi cơ thừa cả đây đời khi niên được con ông tự đại này cả đồng đội đại vị chia miền bạch nhà chỉ thông giáng ban chỉ lốp đặt đầm lại sầm khăn từ lứa thọ mà tiền tân sô việt khi niên ban đấy bộ dương cần tới rừng riêng sau đây prasha và chạy bốn từ một rồi vậy ở tê vì mình làm đập nói bảo viên bị bưng khnien khnien chắc ạ mà chỉ dùng bò là tham á nè chỉ cả dùng khơi bò tham thả vây na để về xã hạ ca cái mà anh viên khnien bán là mình cua dầu viên mình dây thả na tầm khăn như này đưa đường bờ tê của chắc nè cả châu rùng đồng bờ tê á bờ thả dương châu rùng bán chả bán chả chẳng na cái đó bàn tay mà anh viên khnien bán này mình cua lương mùi từ lẹ mùi chả nhỉ rồi chỉ chậm nay để mình anh viên khnề ban và viên viên khnề mình ban thế hai đại ban dương thời dùng mình nhảy thẳng anh đi sùng khăn chưa anh đi anh đi còn ba chưa anh đi anh đi cua lụp bôi là anh đi cua lụp bôi nè bị trâu đào gầm đất đó ngay đó bị khơi anh đi sùng khăn chưa anh đi cua thẳng anh đi cua lụp bôi là anh đi cua lụp bôi nè khăn chơi chơi móc liều thằng mày những bạn đại giác đang riêng đấy sùng khăn bạn đại bát à bị tây chẳng thì đấy bạn đại bát mình anh miên tự ban thế prà chạm bạn đại giác vì mình làm đạp đòi bảo vệ đôi chân này mình cua dầu mà nhây thả bạc để dạng bạc để bạc mùi nào sầm khăn chiêng chẳng tê cả nà nè nhây bạc nâng liếp mà nô bộ phát nâng chạm dầu thả bởi dạng bạc để bạc sầm khăn tại dương thực khó lấy nâng bạc để dạng vì chạy bảo chẳng ạ bạc thò mà tiền nó vừa sầm khăn nắng tức là bố lấy rương bí sử tiết tức tay dây vừa nhỉ thả viên bên chầm này cho rùm rùm khăn nè mình anh viên khăn nè bạc đôi chân này mình cua lược viên nâng ở trên dịp bí dịp bấy mẫu đạp bằng tụ lào toán này nhôm nào kia ta xe xây mình chụp sao nè nhôm mạch xe đấy nhôm công ra ca xuống tua chia sầm lệ nhôm công xe công chia dìm ra xe vì đây bây giờ lên chia dìm anh tham gia bây giờ lên lại ta xe mình bàn sẽ đạp thôi bởi nhôm ra ca xuống bàn sẽ lên xuống
loan a chul ba ka telegram rien thor sa bạch mien trơ âm yên đã rụp bật mong trơ ka su su mong nhung bạc sa lên su nhung cũng tơ sê cũng nhung này pê tơ sê mong tham chloi pru pru vị chi khana đe jeung trơ sđap nhung nhung cũng tơ sê nhung mạch sam nu nơ mien chmnao ti 2 đai nhung ban lึก lâng từ rương tha bơ bơ bon ba pê nơ chật sê kđai đâm lai nơ chật ni su hẹt ấy nẹ khla nưng dây tha ê rương kịch đi ca nu vọt tam phlâu ca đui bđe san thara anjali kam samay chi kam pajjathana kam krau tụtul thvai kum krup ao đâm lai bâu phlâu chi phlâu sapeh ê yang chi đam nó su chi vi thoa chách tung chách bạch miên thây vọt va bạch chôl ấy bơ vi nơ tằng chật ni nơ trong cái lái nó tham chong dây yom pi rương pi yang ấy sđap miên pê khla arom pật arom pật cứ trâu chứ mùi nâng bài đồn bà chì à rộng bất mà đây thà vì trâu chứ mùi nâng bài đồn bài bà ná à rộng bất cứ bài bà này đã hà thà rộng bất mà đây thà à vì đây vì chênh bị bài đồn thầy miền bê khá mình mến chì à rộng bất để bà tay chìa của các bà vì chìa ca lây lâu đôi của các bà cầm nật chân này bà đất nẹ khá là nhùm bà tôi bây giấy tháng lo nâng thành chân chẳng bạch miền bà để xoắn thà ra nhá chìa của các bà lây lâu thì chỉ khu các bạn lấy lâu ở những gì bị bệnh trên màu thì còn tại chỉ rộng bất nữa nâng mình cái này rồi rồi thầm bản á bà sẵn bà rộng bất bao dương dương mình rộng bất á rương cái nâng với cha bao dương vì ọt bà chàng chung muốn rộng bất bao dương vì ọt chẳng bạch đại lạ khăn thái em bạch thơ dân tay vì ọt mình là nâng màu kì vì ọt mình lạ khăn bạch nâng ta rộng bất màu bạch ná cái vì cha nâng vì nâng sọp tới chung rộng bất bạch nâng bà sẵn bà rộng bất bao dương vì ọt mình là nâng lùm tôn nói xong rôm nâng viết trời thành chẳng hao gì và dân vô thô lùm xong lùm ọng đại nhôm tháng xong gần ác rút á miên chất rút á rừng rút nâng chất và ta đập bê phiệp dạ ra đáy chính có chú cơ mà cho bé lôm cả đây bây giờ bị hai lôm nâng hai bê chất được đi hết một là thầm á bằng cháu thân là nà thì và ta còn là chồng bạp nhôm lưu vinh đây nhôm lưu được mình internet vừa là chung mình lời to tiền trong dây tha miền pê khác nè khác pra cầm đất lây lâu kì cầm đất lây lâu nhà mày ưu to tháng này ông sòng bẹp đấy cứ nhôm người rô bạn chặt tôm bẹp đấy cứ nhôm người rô to tàn chết không lẽ khăn bẹp đấy nhôm nâng người rô bàn tay vì chia khu các bạn lây lâu đó về một cột bẹp nâng miền mông nông chung buôn bốc arom người rô bạn miền tây chia một nụ đại miền arom người rô nà nà thì bàn tay chia khu các bạn đại thọ sơn sòng cả cất cả đập hẹp hò sau to khi nếu người prata bàn chế nâng chế bàn chế nâng chế vì miền ở nâng nông khu cơ ba chỉ cầm đất lấy lâu bàn tay rong của rupert lọt miền thì đôi chân đấy ha rương cai nâng về cha bao nẹt nâng tay từ cầu rùa rong bật lọt miền khu cơ ba là bây giờ lấy lâu tới vì tranh tới a cai nâng về cha bao giờ vì ọt sọp thì vì ọt sọp chỉ môi nâng tay bao giờ nâng thì và tại bao chia rong bật đất rong bật trên bề đông tới về tay tại bên chia cai về cha nó ở tuần tam nó bật khăng bật chỉ khăng bao giờ lạnh bật chỉ giờ lạnh sọp cứ sọp group cứ group à mẹ thà bên ai mình rong group với sao thà ô khi mà rong group na còn tại đây lựa rồi sao được nó mất đằng về on chăng tê về lấy tại ai đang miên cua các bạn lấy lâu đặt nhau group còn tại rong group on miên đôi cha tôm khi nhóm group là chắc mẹ đôi này ai nhỉ toàn sập pe thôi bên pe khác mà nó dây dọc pe thế này nhung mà nó đang dây dọc pe lên bộ pe này lên tầm niệm đồn ta bảo luôn là ngả thơ bộ pe này thế ấy là ngả chậm bạch thơ dần tới khi nhung mà rom cái rốt nơi thành chất này đi cầu vẹt la nơi bộ tục không nhung cái rốt thành chất đấy bạch thơ ấy toàn khmien tê nhung thật đang tháp pe nó khmien tê cứ chi pe xa này dây dọc pe thì ba rom cái rốt bớt á trầm thật cái nâng việc cha đại thơ cách bình tĩnh bình tôi từ ta mà rõm bình chia nó không vì ớt miên trời mộc đã lẹ khan tháng chẳng bài thơ dòng thầy vì ớt miên chẳng thể nhung vì trời thật phơ tờ giang giang xa lôn tờ giang đồ lôn tờ tờ bao nhiêu miên rõm group bất á vì ớt thạ dương bồ tờ dương phơ tờ vì chì cầu vì rừng vì giấy vì ớt miên chắc vì lên tới khu các bạn bao nhiêu nâng bạc thạ anh trời thầy group cua tại cái rốt bài mình cái rốt mình xòm bạn ta rong cái rốt bên lọt miền thì đôi chân này cài vì cha bao nhiêu mục chỉ cực mày nhạc lá nhé dây bị đường cái rốt lộn cái rốt á
group lô group chắc tung group mẹ group ấy và nó bị phiền sẽ đánh cho mà đó là nó không chung nông nào ông kia nữa chân mọi rừng cực trực đây sải đây xa tha chi khu ba lấy lâu mà dù hao và nó rằng group bất bị đâu ngọt miền tê và dần bảo vệ miền bị đâu vì bốt cái nó bị chá nó tôn tăng nó vẫn bị bạ thì bạn mà đua đại luôn nơi ta có họ luôn ai tận cua bà là cua bà lấy lâu tháng chỉ mà đua chơi bẹp đi anh đừng chơi bẹp đi anh đừng chơi và tại sao phiền bất luôn đọc miền lời vì anh đang nhắn nhung vô mà cha sầm đúng và sao bà chặt chia bà sao gì chặt chia bớt thêm đôi dương dây mà nè ta chặt chia bớt thêm là lại miền chặt cả đôi lại chỉnh vì chặt bất bình biến đầu thời miền chặt cả đôi ta cay đừng với cha bọn này vì chúng tôi này anh thường ấy này anh một chuyện phơi vì hao gì mà trong là sự chi bất tu tịnh tu côn cân na sốt tịnh bàn này cân na sốt đập cái này tai bọc cân na sốt đập cái tai bọc cái này cái phong gây chun na đó lỗ miền thời đại ca thả cặp bên tấu chật bọc lỗ chẳng nghe lỗ lỗ bẹ tai chân lỗ khai thả bộc bẹ chật lỗ thả tam bên lỗ mặt khăn thì phần đại ta lỗ bê chập đam lỗ phần duyên lỗ bây giờ cái tấu thật cái này cái ăn vô lục bục phung phung cái đá khiên đang hay vậy đôi tầm lão cũng sầm lên tấu phần nông nông trên thân áo lục thà lục bắt miền khăn cái ấy phần hình thành vì tụng vọt chẳng lục thà bục bẹt chỉ đặt hay lục thà lục cài đặt mà ai cái là chẳng đâu cái đâu cái lại cái nào thấy cá còn miền nhà clash còn cái nào cái mới khơi nhà clash này chẳng nữa cái nào xong xong tăng đặt cái tàu tàu cái nào anh nâng dây theo dùng ta mà toàn cái hai tha lẽ cả nạn này mà nô đại miền phía bắc đầu bắc đại thầm đá cứ ở đại miền phía bắc đại chúng ta bắc đại chân thập ở dưới kia dưới lắm bên đây nhẹ đầu tây đạp nâng mình dưới lắm mình men chỉ chất và tu sai thì mới nhẹ sáp ấy mình men tới chỉ cầm hăng tới chỉ sọp tới chỉ phơm tới chỉ tra đầu đứng còn tại tập phía này chất bọc cứu đại bắc đầu bắc đại chứ cứ vừa ăn ăn prom là mồm chỉ mua nâng cao mình dưới bắc sài bàn này đó về những áp phim cả hall cả hai áp phim tây hàng tây từ cả làng nó cũng là đây là từ nhọp từ lỗ đó như thế này trời cái thằng mà nô đây mình trong nhom chỉ mua nào vay để luôn ban đọc từ đại thái nữa mà nô đem prom đây đùa bệnh pro kêu chẳng ban lòng phật xong làm dương nhẹ mơ tôi không tham vì phụ bạn tôi dông tôi lục tên là ấy tôi chấp luôn tôi chỉ nghe những hàng nhiều mỏng còn tay lúc tay dễ lúc ra thằng lúc miệng bọc non ấy à cọ cho môi nè sạp nâng tê lồng dây nó bật bị bê đầu màu miệng tâm nò cọ anh ai đấy còn tay chết chìm một nô lúc đây mình chết đây đùa mình chọc nhòm chìm môi nâng rương ra chơi nhưng toàn đấy chìm tâm lọp này cá vừa bỏ lô thả bờ lô thuế trời tập ban chuột chơi trời tập ban thò giang ca phải vô cái giang lại bên phải vô cái hơi nơi từ khơi ra kia mình prom vô lô về ập phải không nhưng toàn đấy nhưng mà chỉ luôn dây thang lúc miết nó có ai năng nhẹ sạp thế vì chỉ bộc bẹt chơi đặt bao lúc bộc bẹt chơi đặt lúc trong dây thang chơi đặt bao lúc cứ mình prom cho mua hàng này mình ai từ luôn ai đường này lúc cần thang ai chứ hay lúc đại chơi thang thua với ai được về thua mình cá lúc mình prom nó bộc bẹt chơi đặt bao lúc cứ mình prom mua đường chồng nhưng mà lúc bậc cài này nó là chuồn nào nó tổng loạn này cài lên sau bao lúc bài lúc mình cho nhom nhằng nắng bạn chỉ lúc chơi chơi chấm này dương miên bộc bẹt chơi đặt prom làm không chấm cho nhom nghe ơi bà ai chơi lại chơi lên chơi lại tại lô bọn chẳng nữa cái nào cũng nhôm mà cha sầm đua hàng đào mà thà còn là chồng dây phạm nhôm mà thả và sân bài chất chi bật thiên mến nó hào chất này anh small strong bị đông như chất bật aram group bật mến nó rương cai nó với cha với thằng ta sọp tới cho môi hao vì vào trong tuột đi vì lên tay khu cơ ba bọn nẹt lấy lâu kết tập nó chúng này vì chia hai phần này nè bạn sẽ đạp mồm nữa vì thôi các bạn bọn nè bắt cay lên lâu thả bờ bạn đẹp hẳn dễ trong nằng dễ dễ nằng dễ cái ta mà nuôi đại bờ rừng phiền chưa đạt về và sẵn bờ rừng nằng dễ với trời tài dễ và sẵn bờ dễ nằng dễ còn tay chỉ tua khu các bạn lên lâu cất sập rong bờ đập miên này đôi chân này nè chẳng á mà chuột nằng bục cô na đại khuôn ai đặt nhà tháng trong group quạt và nằng rong bờ group bắn miên về nông nương thừa cả đi trong group lộp trong châu quạt ta sẽ lành của đất na group bắt song bắt thở rồi chứ đời xa rom group bắt bắt miên tê mà đua luôn cả họ luôn ai mà chỉ vật mà chỉ bà prà từ cụ các bạn lấy lộc họ luôn ai không họ kịp không và sẵn ba chia rom bắt nội chặt chia bật thiên này rừng ấy cay nó bị chà nó thơm cay
bà sao bây giờ ở đó rộng cổ rút cái áo ở cổ rút nâng tù mòn chênh mô thang dơ mòn tại thà bà rộng cổ rút miền ấy rửa ấy cay với cha thơm khác nhôm nhôm chắc xuống đúa là bà đấy để còn cả lại ăn miền xả rạ xong khăn á sẽ còn bật xanh trên miền phế chạm ngày nào thế vậy nhảy cả nà chọn ở miền cao vậy nhảy bằng thái tiếp rồi cả nà chọn chọn phải chơi nhà bòn chứ mà quay đây là bòn bàn lớp ở miền cao miền tây lọc này thì trên đẹp đạp xây dựng đấy chỉ cả nà đấy cả nà chọn đào mình thiện hơn tí ở bờ đẹp luôn này mà thôi cả lò mò chụp buộc giờ đặt tay cái đây chụp buộc này miền con cái đây ta ở bờ để bàn thôi lúc vì việc dài lặng đói chết rất có sai nè nói thuộc bà đi khác một thứ từ cá đi khác sang thứ khác một thứ từ mình cá mình chẳng vừa cho nó chấp đam song sai luôn này cả ta ở ngoài đời cũng lại mang một tên lúc như chỉ chật tên rứ có vì chỉ còn là cao vô đang là bao cuộc bà đây dương màn tiền thô đi còn dương màn tiền nặng có phù tới dương chấp đam vô là pin đồng lại còn là thô ấy tới cuộc bà chỉ để mình chia rứ có vì chỉ chật cú sỏi bị cầm nát chỉ địa bệnh chi nắng ách vừa nơi miền cao mình tới so sánh lợi chỗ này trăm miền tây cao thì mà nâng ai thắt ai khăn sai có ban thì mà nâng dây ông pi rom bứt hay nâng chặt đại lây lâu đôi cú có bao lại đạp tại vì không như vậy mình cái nào anh vô chưa được tầm khăn này lấy dương châu thiên phật dương nhung ណាស់គណៈឬមានយោមណានេះទេអាចតទៀតអរគណៈសូមមាត់ទីគណៈស្ដាប់លោកដែលយើលោកទេសណាលោកប្រជាជនសានគេរេទេណាគណៈស្ដាប់ទីលោកក្នុងនិយាយពីថាចិត្តជាប្រធានណាគណៈលើសូជាច្រើនសំដៅទៅលើកម្មភាពលោកមានចរិតកាថាជាថាញាតញោម tôi bây giờ cá có sang lâu mười tay cái đói ôi ta nhiệt nhôm ắt bàn trôi luôn cái đói ôi ta nhiệt nhôm ăn mồm thì ní chặt dương tàu hơi cái bàn bột này hay cái nã ta chưa chắc nó phải cái nã trên đất khơi thà lâu mặc phải mà thầu cá lôi một quan hay nè thằng ót ta đẹp miền đôi khi miền thà này phần đấy mình cũng trôi chui cái ní chỉ cần thắng miền chặt tàu hơi mà chứ lộ thà như ngay ai đây chắc thì bệnh bản lâu thở cái nào chỉ được chặt hơi như ngay đó cái nào vô tiền miền chặt ấy miền nó mình bỏ ăn của mình là như trù lùi phong thì bệnh bản lâu hơi mà ta nhặt khó thả ta đẹp miền này cái nào chẳng gì nhá lộ tan vào đấy lộ lấy dân châu thiên bọt dương châu thiên bọt dương nhôm nơi non bờ thiên bọt dương đấy à thà bàn bạc bìm sao mà như thà mình men prà pê tại mùi máu không mùi thằng ngày đi một bộ để dài em pi rừng đầm nà này cầm nâng ao phò cho na chọn bàn để bài dương trời này khi chôn tập này nọ dùng mấy con là tru trai em pi rừng cầm phò nó mình tích xây tới chỉ cầm xây tới chỉ ba chỉ bôn nâng không ngày nâng sau cùng men mà này thà trời dài em pi rừng cầm đằng buồn già nâng ao chọn này ở đây em lấy nhôm mưa sầm này bảo tham à đại tham à ta xây chôn từ chia chùm náo làm bây giờ một việc phe kia chấm nào miền pì và tòa mao dương bực phe chấm nào miền pì chấm nói chấm này là trời bực phe của miền pì chấm nói thế chấm nào tìm mùi nhôm trai sắp chấm nào đại bàn tân sắp chấm nào đại yul dân bàn ai rôm nó dài khơi chặt bón rứa chặt bát nè đại dương bàn dây khi dùng máy nè tít thanh nam nơi không tin nên nam toàn squat chặt bón chặt bát như vậy dây hơi dây tiết dây bao man sắp đái rứa chặt bón chặt bát nữa chất bón rư chất ba bong co tơ chỉ phò khang mục đổi mặt đạch chất bón chất ba chắp mình bán bơm khởi thì miền rụp miền riêng chắp mình ba bơm khởi vò với đòi miếng đòi mát mình bán về để cả làng sau cũng luôn là ha cả thay lốt mà giang tha dương ruộng nơi nông bài chế bò nó về để chất bón chất ba cả rủi hỏi nó mình trầm tay lốt không ngăn đại với cả đấy đâu bây giờ ngoạp bạc tới nó kiểu đốt xe trâu đó nó. À tua sợ bộ có bảo chặt nó có về rồi lột tiền xô tha bọn ba bẹ với bọn co trên chỉ phò là mấy và sẵn ba ta tua rụp vế nó quý khuyên phòng còn là tua rụp vế nè à tua bọn tua ba bẹ ao chặt bàn mơ khơi mà chặt bàn phòng ao lươn của lươn là hát con là hát ca rồi lột tà lọt tà lân phát đồn chạy chọc
mà giang bê đây sẽ bỏ cài nâng bài thê tớ vì có bị sâu tạm nông tiết sầm nua xua tha ta vì bóng co trên chỉ phò giang mách đại phò nâng ạch miên nông bài chỉ bỏ thấy phò là bóng co tớ khá nông chết kháng bộ mình chạy chọp tiết ta vì giang mách tớ à nế chia chầm náu đó nè đó PTP là thầm anh chị chầm náu TP sẽ đạp sân chạm dược đọc sài nè ta dược bàn ở vây một cô bình chạy tha nè nè chia mà chạy cam ủ thọ để dương dây thạc chết bốn co à lâu mà cao chết bài chạy bón chú khó cao đã lâu rồng tục trào nó đời xa cao chuyện chết bốn thuở ấy thuở ấy ta dược năng đôi mình ta dược bàn ấy chỉ cường bình chạy bởi nè ấy muốn qua bà rời chạy bà rời đột bà rời xôn bà rời nè nè ấy nè cao bì buông mai xe nè mình đã đăng thẳng rừng bọc luôn đất nóng giang bệnh không ta dược bàn ở vây mô bình chạy tha sát môi nóng cao bì phục môi được phục môi cư nè nè ngay đời cao để dương thư bọn nó tư cơ sò tháng thư bọn nó tư cơ sò lại phù nhóm mình nhóm phù mình bọn này anh ngọp nóng phê bà chạy bọn hỏi mà tôi phá phê dân cho sạp nóng phê bà chạy bọn hỏi hỏi nẹp xe khá mốc mà tôi bây cao chơi gì xe cái đó nẹ nóng một bàn một tẹo con cho môi này anh thế ta nẹ đăng đuôi mà đây thà nẹ đầy cao khá mốc nó cứ chỉ nhiệt bọn này anh ta dương cho ở vây một cụ bình chạy nhóm toàn chùm nào nâng ấy à lại ôi tự toàn chùm nào dân nẹ nà mình dùl bì chùm nào tế bình dùl đông nó xài mạng tì nhóm nhóm toàn chùm nào nâng nơi toàn nâng đó bè chùm nào dù phía phía hàng cao đi tầm khăn nà à chùm nào dù phía hàng cao đi tầm khăn bên tên ai thân dây dụng nó mình chọp tì à lại mưa tập phía chùm nào nâng sân à chùm nào tì muối xa bạch toàn thà chất bôn chất báp dưỡng bạn đằng hồi thá vì ọt miên rộp ở riêng tế niềm mà thiệt nâng chạp mình bán bơ mình khơi vô vây mình bán tê vì mình mến chiên vì mình mến chiên niềm niềm mà thiết đối đây vật chia sang dây lâu niềm mà thiết đây vật chia sang thì dây xâm nào vô tham một bồ cam để xây xây để chạp bán bơ mình khơi đòi này vẫn vẫn tay miền vật thổ vô sông ba miền cả lăng bao vì miền mạc bao vì cái ách tục cái ách tê về đây kia dâu về từ sáng kia vô vì ách bánh tức bọc mà nó đua bán vì ách trôn vì ách chênh vì ách châm lòng vì mình mến chiên niềm mà thoa thế vì chưa rụp mà thoa bàn tay rụp mà thoa chẳng là ắt tay vật chia xa bàn bàn trái bụ tham mà bố được cầm láng nó thả chiên niềm mà thiệt là hao thì cho rừng bọn này ảnh bàn tay niềm mà thoa đại phần xa bồn dùm náy cứ dùm náy vô chật nâng chết dập náy mình mến mình lạc nạ đôi tham mà bố lông đồng tê tham mà bố kì chạp tụ bán ạ nhung tham mà bố lắm tham mà bố là dương dùm bà nông xung công sọt ngay này bà nông ôp co sọt ngay bà ở trên xây xây sọt ngay này kì ai chạp bị tụ bán á kì ai vô xây từ riêng bán á cái ai bị chung về cái ai bị tranh về cái ai chấm lon về cái ai quạt mát về cái ai quạt miệt về vì miền tâm linh bao về vì miền cầm lang bao về sang cả tham miền từng ngôn địa phong bàn tay chết nâng chết đã sắp mình bền chẳng thế à lấy dương tục niệm mật thiết nơi khnóng lấy bao vật chia xác tụng đồng dương bao giấy đã bờ rương niệm mật thiết nơi khnóng bề đến bao nẻ trả đằng chất nâng chết đã sắp chạp mình bán bơ mình khơi miền 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 mắc miền tê ca chầm lòng mình ai dỗ bà con nào mua màu chầm lòng bán này mình chạp tê chạy bán đôi tham bà bố lê nè là thay chật cứ tham bà bố là mình mến đi mình mến chẳng tê không khuyên sao là chật năng chê được sắc này chạp mình bán bơ mình khơi cao đường là hát cao tầng vốn tầng vái cũng khuyên chỉ cọng chỉ cọng cao đồ lột bà rộng khuyên nóng tầm mùi mùi khuyên nóng tư đá mùi mùi khuyên nóng tư đá mùi mùi hao lượt là ha à vậy để dương khơi dạ sai nó trong sạt muối nè về để ngọt tới đột tới che o linh chân trên đất sắc của bạn lột tới đôi phơi che trong trong cột o chứ ạ về để cột o o tới phơi cột lột sâu như thế person bao sập hiệp bao việc bài nắng ạ số thay việc bằng co trên gì paul tôi chít mục chẳng mấy đây chưa chấm nào này tôi thể vô chấm nào bàn sân bàn ai vậy vì nó sai bạn à lấy chặt tôi thay nhôm vô bị chấm nào lại dương mình vậy vì nó sai ta viết bằng cổ phò chẳng bệnh là thầm á nâng lớp chữ Obama và mày hai chữ pi tự bày pi tự bày nè pi tự bấy đã bấy thò mà đá và chạy dần Obama mình miền lạc là nạ đối với rương bất tăng phòng thì ai tha bài sắp hề rơi rương chất sắp hề rơi bằng nó à vậy đây chữ Obama nó có ra tham biên chùm này đây sẽ điên bằng tay mình miền chỉ cạp bật tỷ Obama nè à lời thầm Obama, Obama bảo thầm tại đại này Obama thả anh chê Obama thả bà thầm á nè chê rụp bà mùn cần nịch lệ thầm á mình rụp bà mùn á nhưng mà chê
អាត្មាជារូបមន្តបោកដកគុណចែកញោមរូបនេះអត់ចេះសោះក្នុងឧទាហរណ៍ណាក្នុងឧបមានោះគឺញោមទាំងប្រមាណអ្នកដែលចូលស្ដាប់នោះអត់មានណាចេះមួយពុំដែរនឹកសម័យថារូបមន្តវាយ៉ាងម៉េចតែអាត្មាចេះណាចេះម្នាក់ឯងដល់ពេលអាត្មាត្រូវកៅញោមរូបនេះចេះផងដល់ពេលយើងយកទៅគូគូលើក្តារខៀនផងសរសេរលើបិចសភៅពងបង្ហាញទាំងកុំលើផងអើបើយើងរៀនជុំគ្នាផងមានធ្វើដៃធ្វើជើងកាយវិការកាច់មែកឈើគូវាលើក្តារខៀនឲ្យមើលផងសរសេរមើលផងបញ្យលបញ្យលបញ្យលផងកន្លះម៉ោងញោមគ្រប់គ្នាក៏អូខេថាយល់ហើយក្រោយពីញោមគ្រប់គ្នាពោលពាក្យថាយល់ហើយពេលនោះមានអ្វីកើតឡើងមានន័យថាចំណេះវិជ្ជារូបមន្តសញ្ញាការចេះចាំអំពីវិធីបោកដកកូនចៃនឹងនៅក្នុងគូក្បាលញោមគ្រប់គ្នារួចអស់ហើយពីមុនមានតែក្នុងអាត្មាទេណាពេលដែលអាត្មាសម័យម្ដងណាពេលអាត្មាបិទភ្នែកម្ដងកូនចៃក្នុងគូក្បាលបោកដីបោកដកកូនចៃមានខ្ទង់លើខ្ទង់ក្រោមយ៉ាងម៉េចទាំងមានតែក្នុងគូក្បាលអាត្មាទេគ្រប់គ្នាមិនដែរមានឡើយប៉ុន្តែដោយសារការបង្រៀនក្នុងថ្ងៃនេះញោមគ្រប់គ្នាតាម100នាក់ស្រាប់តែកើតនៅរូបមន្តសញ្ញាក្នុងចិត្តអាស្រ័យខួរក្បាលខ្លួនឯងសាច់ឈាមខ្លួនឯងចិត្តខ្លួនឯងទីតាំងរបស់ខ្លួនឯងពូសាច់ឈាមផ្សេងគ្នាខួរក្បាលផ្សេងគ្នាតសៃតសោមផ្សេងគ្នាខួរផ្សេងគ្នាចិត្តផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែស្រាប់តែថាគ្រប់គ្នានឹងមានរូបមន្តសញ្ញាកើតឡើងជាធម៌ថ្មីជានាមធាតុថ្មីដែលខ្លួនឯងពុំធ្លាប់មានសោះពីមុនពុំដែរមានគណៈចិត្តបែបហ្នឹងសោះឥឡូវសាប់តែមានគណៈចិត្តនៅក្នុងរឿងកណិតសញ្ញាសតវិកើតឡើងក្នុងគប់គូក្បាលយើងជាគណៈពុំធ្លាប់មានសោះពីមុនឥឡូវនេះបានកើតឡើងហើយសំនួរសួរថានៅក្នុងឧបមានេះណាតើរូបមន្តសញ្ញាហ្នឹងវាចេញអំពីអាត្មានាមធាតុហ្នឹងនាមធម៌ហ្នឹងព្រោះរូបមន្តសញ្ញាវាជានាមធម៌តើនាមធម៌ហ្នឹងវាចេញអំពីតួអាត្មាដែលជាគ្រូបង្រៀនហ្នឹងទៅញោមគ្រប់នេះដើរទុំប៉ុកប៉ុកប៉ុកប៉ុកអញ្ចឹងឬក៏វាមិនចេញទៅទេយើងឆ្លើយនឹងអស់គ្នាប្រោមថាអត់មានចេញទៅណាទេបោះគ្រូនៅតែបោះគ្រូហ្នឹងទៅចុះសួរថាហេតុអីបានជាសិស្សគ្រប់គ្នាមានដែរសំនួរសួរថាតើសិស្សគ្រប់គ្នានឹងមានរូបមន្តសញ្ញាហ្នឹងរូបមន្តសញ្ញាវាចូលមកពីយ៉ាងម៉េចឬថាវាកើតនៅត្រង់គូក្បាលខ្លួនឯងថាវាកើតនៅត្នងឯងហើយយើងដឹងជាសំណោតទៀតណាដឹងជាសំនួរសួរថាអញ្ចឹងបើវាកើតនៅកន្លែងនឹងឯងអញ្ចឹងសួរថាវាមានតំណងជាមួយនឹងគ្រូនេះយើងអាចនិយាយបានថាវាមានហេតុបច្ច័យមកវិញនោះបានទេថាបានថ្វីបើរូបមន្តសញ្ញានឹងវាកើតអាស្រ័យខួរក្បាលខ្ញុំមែនជានាមធាតុដែលវាកើតក្នុងខួរក្បាលរបស់ខ្ញុំមែនបាយទឹកនំចំណីខ្ញុំកើតពីពងម្ដាយខ្ញុំមែនរបស់គ្រូចេញតែនឹងលើដែរមិនវាប្រុងដាច់លើតាទៀនតទៀតវាមិនមែនចេញពីអាត្មាទៅទេយើងគ្រប់គ្នាដឹងថាវាកើតនៅក្នុងគូក្បាលខ្ញុំទៅណាគ្រប់គ្នាកើតនៅត្រង់ទៅណាតែម្ដងប៉ុន្តែយើងនិយាយថាការដែលវាកើតមកនេះណាវាអត់តាក់ទងនឹងហេតុបច្ច័យណាមួយទេវាកើតឯងធម្មជាតិនឹងមានកើតឯងដែរនាមធាតុហ្នឹងនាមធម៌គឺរូបមន្តសញ្ញានេះវាកើតឯងតែហ្មងសុខសុខវាកើតឯងយ៉ាងហ្មងលើវាដូចភាសាតិចតិចគេនិយាយថាដំបងដៃមានព្រះបន្ទាប់មានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគ្រប់យ៉ាងកើតពីព្រះបន្ទូលសុខសុខយ៉ាងហ្មងឯងតើរូបមន្តសញ្ញានោះសុខសុខកើតឯងអញ្ចឹងឯងថាមិនមែនទេមានហេតុបច្ច័យរុញច្រានគឺព្រោះការបង្រៀនគ្រូឯណោះព្រោះរូបមន្តសញ្ញាព្រោះនាមធាតុរបស់គ្រូឯណោះជាហេតុប្រាប់ពីនឹងតោះណាព្រោះរូបមន្តសញ្ញាកណិតសញ្ញារបស់គ្រូឯណោះជាហេតុទើបរូបមន្តសញ្ញារបស់កូនសិស្សទាំងឡាយនេះជាផលបានកើតឡើងដំណើរការនៃការធ្វើការរបស់នាមធាតុគឺវាធ្វើការអញ្ចឹងពេលដែលវាកើតឡើងម្ដងវាប្រតិកម្មម្ដងជាមួយនឹងអារម្មណ៍វាបង្កឲ្យមាននាមធាតុថ្មីថ្មីកើតឡើងទាំងដែលខ្លួនវានឹងមិនមែនបំលាស់ទេដើម្បីទៅឡើយខ្ញុំតាមពាក្យនឹងតន់នេះថ្មឧបមាមួយទៀតឧបមាថាដូចជាការដុតភ្លើងអាឧបមាទី2ណាខ្ញុំដុតភ្លើងម្ដងឆេះត្រូលដុតយើងអាំងគ្រក់ភ្លើងរាល់ថ្ងៃនោះ20ថ្ងៃក្រោយស្លឹកអណូងស្លឹកតឡាចស្លឹកឃ្លោកចម្ងាយដល់20ម៉ែត្រចាប់ដាក់ក្រៀមរមុខឃើញ
មិនត្រឹមតែក្រៀមងាប់ខ្លោចយកមកខ្លោចខ្មៅមេឃអណ្ដូងស្លឹកអណ្ដូងផ្លែលោកឯងខូចអស់សួរថាការខ្លោចភាពឲ្យសភាពខ្មៅសភាពក្រៀមដែលឥតនៅលើស្លឹកអណ្ដូងទាំងឡាយនេះតើតួសវិការតំណឹងវាមិនកើតនៅប្រអិននេះវាកើតកន្លែងស្លឹកវាហ្នឹងអាភាពខ្មៅវាកើតនៅត្រង់ស្លឹកហ្នឹងវាមិនកើតនៅណាទេប៉ិនសួរថាវាកើតអត់ហេតុទេដល់ពេលយើងស្ទង់ស្ទាបមើលទៅដឹងថាអូមូលហេតុមកអំពីខ្ញុំបានដុតភ្លើងដុត20ថ្ងៃមុនទាំងដែលតួភ្លើងឆេះហើយរលត់ទៅបាត់ហើយនោះទាំងដែលតួភ្លើងទាំងដែលតួអណ្ដាភ្លើងនោះអាឡែឆ្កាដៃឆ្កាជើងនេះទៅអ៊ីនធឺណិតណាទៅដាច់ទៅបាត់ថាម៉ែឥឡូវលើវិញតទៀតភ្លើងជាងដុតពលុតរួចហើយដុតប៉ុន្តែភាពខ្លោចមួយដែលវាកើតឡើងនៅលើស្លឹកឈើទាំងឡាយណាទោះបីជាភ្លើងពលុតទៅកន្លះខែហើយក៏ដោយតើវាកើតបានដូចម្ដេចខ្ញុំត្រូវចាប់ឲ្យទាន់សភាពពិតរបស់វាគឺវាខ្លោចនៅលើស្លឹកឈើហ្នឹងអាស្រ័យស្លឹកឈើហ្នឹងវាមានធាតុខៀវវាមានជាតិសើមវាមានសំណើមវាមានធាតុទឹកវាមានធាតុដីវាមានធាតុអីនៅនោះធាតុខ្លោចក៏វាកើតទៅហ្នឹងប៉ុន្តែវាមានហេតុរញ្ច្រានដោយសារអណ្ដាតភ្លើងដែលយន់ដុតទៅថ្ងៃមុនជឿថាវាធ្វើការយ៉ាងម៉េចគឺរបៀបអញ្ចឹងហ่ะរបៀបថាខ្លួនវាប្រតិកម្មនៅនោះទេប៉ុន្តែវាបង្កផលឲ្យមានអាស្រ័យកើតទាំងដែលខ្លួនវាមិនបាច់ទៅឡើយខ្ញុំចាប់ត្រង់ឲ្យទាន់ណាពាក្យថាហេតុបច្ច័យនៅក្នុងនាមធាតុណាវាធ្វើការដោយខ្លួនវាត្រឹមតែជាតួរុញច្រានប៉ុន្តែមិនមែនទៅសាងទេជាតួហេតុមិនមែនជាតួទៅសាងជាតួប្រតិកម្មប៉ុន្តែមិនមែនជាតួចេញចូលទៅសាងទេតើណាដូចចំណេះវិជ្ជាគណិតរបស់អាត្មាហ្នឹងពេលដែលប្រតិកម្មចង់និយាយថាមិនកំពុងតែបរៀនកំពុងតែបញ្ចុលបញ្ចុលបញ្ចុលបញ្ចុលហ្នឹងណាកណ្ដាលសញ្ញានោះវាមិនមែនចេញពីក្បាលរបស់ថ្មហ្នឹងតែទៅជាស្អីណាចេញចូលចាំបានមើលឃើញហ្នឹងទៅចូលខួរក្បាលរបស់ញោមឯងដូចគ្នាអត្តពលនៃភ្លើងដែលយើងដុតទៅនោះវាមិនមែនចេញពីភ្លើងហ្នឹងទៅតែហ្នឹងចាំទៅទុំទៅលើស្លឹកឈើមិនមែនអញ្ចឹងឯងទោះបីដុតពលុតហើយកន្លះខែហើយក៏ដោយស្លឹកឈើត្រូវបានងាប់នាមធាតុដើរតួជាហេតុប្រតិកម្មបង្កបានជាផលមួយនៅក្នុងទីម្ខាងទៀតទាំងដែលខ្លួនវាមិនមែនទៅសាងឡើយខ្ញុំចាប់ដំណើរទៅនឹងបានណាឥឡូវអាត្មាឧបមាទី3ឧបមាមួយទៀតឧបមាញ៉េះខ្ញុំជាឧបមាថាថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំកំពុងតែអង្គុយបើកទូរស័ព្ទមើលញោមអង្គុយបើកទូរស័ព្ទមើលទៅស្បតែឃើញហេតុការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឬថាចោរប្លន់ឬថាស្អីដែលវាព្រឹត្តិការណ៍ស្អីដែលនាំមកភាពរំធត់ទៅខ្ញុំជាញោមបើកទៅថាឃើញឡានអីចឹងដូចថាព្រឹត្តិការណ៍ឡានបុកគ្នាចឹងដាច់ក្បាល3-4ដាច់ខ្លួន3-4កណាត់អីចឹងទៅដល់ពេលញោមមិនភ័យខ្ញុំមិនភ័យមែនអត់ហើយកើតឡើងឡើងញ័របីដងនេះរន្ធត់កើតឡើងនេះសំនួរសួរថាខ្ញុំសំនួរសួរថាអាធិភ័យអានាមធិដែលធ្វើទូរនីតិភ័យនេះអាធិភ័យខ្លាចរបស់យើងហ្នឹងដែលវាកើតក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងវាកើតមានហេតុអត់មានវាមិនមែនសុកសុកកើតទេណាមិនមែនសុកសុកកើតទេគឺវាកើតមានហេតុវាកើតនៅក្នុងចិត្តរបស់ញោមប៉ុន្តែវាមិនមែនមកពីចម្ងាយទេវាគ្រាន់តែមានរឿងព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានពីចម្ងាយដើម្បីជាហេតុបង្កឲ្យមានភាពភ័យខ្លាចកើតឡើងខាងក្នុងរឿងរ៉ាវនៅនោះនេះប៉ុន្តែនោះជាហេតុធ្វើឲ្យភាពភ័យខ្លាចដែលជានាមធម៌ថ្មីជាគណៈចិត្តថ្មីជាគណៈនាមធាតុថ្មីពុះបញ្ជ្រោលនៅក្នុងខ្លួនយើងទាំងដែលវាកើតឡើងហ្នឹងវាជារបស់ថ្មីវាជានាមធាតុថ្មីមិនមែនស្អីណាមកពីចម្ងាយចែកម្លែកឲ្យយើងទេខ្ញុំទាន់ទេ
ព្រឹត្តិការណ៍កើតនោះទេព័ត៌មាននៅនោះទេប៉ុន្តែភាពភ័យខ្លាចកើតយើងនេះស្រៀងគ្នានឹងការឧបមាទី1របស់ថ្មដែរថាការបង្រៀនរបស់គ្រូនៅនោះទេប៉ុន្តែកណិតសញ្ញារូបមន្តសញ្ញានឹងជារបស់ថ្មីដែលបំធ្លាប់កើតឡើងបានកើតឡើងនៅក្នុងញោមជាទាំងដែរទាំងអវដែរអវ័យដែលជារបស់គ្រូពុំបានចិញ្ចាក់ទេដើម្បីមកសាងឡើយត្រង់កន្លែងហ្នឹងអ្នកណានិយាយថាងាប់ទៅហើយសល់ពលឹងវិញ្ញាណទៅចូលសបកចិញ្ចាក់សបកនោះជាមច្ឆាដថៈដ៏ធំធេងហើយបើយកថាព្រះនិយាយយ៉ាងផងជាការកាច់មូលព្រះទៀតដំណើរការនៃនាមធាតុមិនមែនធ្វើការបែបលោតទៅសាងយ៉ាងទេអ្នកអាពីចំណុចខាងក្រោមដែលអាត្មាថាថាសេពីថាវិភាកកន្លែងនោះត្រូវនិយាយទៀតកន្លែងនោះសំខាន់ណាស់អាឡែងវិភាកអាពីចំណុចខាងក្រោមមកតែយើងទាន់និយាយតើរូបធាតុទាំងឡាយនោះវាធ្វើការយ៉ាងម៉េចនាមធាតុទាំងឡាយនោះវាធ្វើការយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងទីនេះអាត្មាគ្រាន់តែនិយាយពីចំណោទទី1ថាបុណ្យនិងបាបសំដៅយកតួចិត្តស្រឡាញ់ស្អប់ចំណែនឈ្នានចំណែនឈ្នាននេះនិន្ទាខឹងក្រោតលោភតម្រេតណ្ហារីកៈដែលដងរីមេមកវងនេះឲ្យឈ្មោះថាវងអកុសលឬវងបាបអាណិតសង្គ្រោះមេតាជ្រះថ្លាជាដើមណាមកវងនេះឲ្យឈ្មោះថាវងកុសលពីវងនេះកើតឆ្លាស់គ្នាទៅមកចាប់មិនបានមើលមិនឃើញដូចគ្នាប៉ុន្តែរាល់ការកើតបោវាម្ដងត្រូវតែបង្កបានជាផលថ្មីណាមួយទោះបីថាផលថ្មីនោះកើតភ្លាមក្តីប្រើពេលយូរដើម្បីកើតក្តីចាក់អត់ត្រឹមឲ្យបានណាដូចជាដាតភ្លើងឬដូចដុំតកោដែលបង្កដុតចោលឬដាក់ចោលបើទោះបីតួដាតភ្លើងឬតួតកោនោះលុតបាត់ទៅហើយក្តីប៉ុន្តែនឹងមានលទ្ធផលថ្មីមួយប្រើពេលយូរក្តីឆាប់ក្តីកើតឡើងព្រោះអាស្រ័យដុំតកោឬដុំភ្លើងនោះឯងជាហេតុឥឡូវដុំតកោឧបមាដូចបុណ្យដុំភ្លើងឧបមាដូចបាបបើទោះបីតួដុំតកោនោះដុំភ្លើងនោះបានរលត់បាត់ហើយក៏ដោយផលថ្មីមួយបានកើតឡើងប្រើពេលយូរក្តីឆាប់ក្តីអាយដខាងមុខផលថ្មីមួយដែលវាកើតឡើងនោះមិនមែនអត់មានហេតុទេគឺមានដុំតកោនឹងតួអណ្ដាតភ្លើងជាហេតុរុញច្រានប៉ុន្តែមិនមែនដុំតកោឬអណ្ដាតភ្លើងនឹងជាតួទៅសាងឡើយអាត្រង់កន្លែងហ្នឹងបុគ្គលរនសល់ស្អីដូចក្នុងរឿងភាកទៅអញ្ចឹងទេវាគ្មានសល់បលឹងស្អីដើរយកសបកទៅពីទៅពីអនាថាអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែត្រូវដឹងថាពេលដែលវាកើតឡើងម្ដងវាបានបង្កផលវាបានជាអត្តពលនៃការផលខាងមួយសាច់ទោះបីថាផលសម្រាប់យករៀងហើយក៏ដោយមិនទាន់សម្រាប់យករៀងហើយក៏ដោយខ្ញុំទាន់ទៅនឹងទេញុំអ្នកសាសនាតន់តឹងតន់ទីលោកតែយើងតន់តឹងសិនបានយើងអាចទៅនិយាយគ្នាពីរឿងថាឥឡូវបើបុគ្គលបានធ្វើបន្ទវាប់រួចហើយតើអំណាចរបស់បន្ទនឹងបាបនឹងដើរតួនីតិស្អីខ្លះវាដើរតួនីតិជា4ចំណែកទី1ជាឧបធម្មកកម្មទី1ជាចិត្តចេនកកម្មទី2ឧបធម្មកកម្មទី3ឧបបិលកកម្មទី4ឧបឃាតកកម្មអានេះត្រូវនិយាយច្រើនទៀតហើយលម្អិតទៀតប៉ុន្តែអ្នកគ្រប់គ្នាត្រូវយល់ត្រង់សិនថានាមធម៌ឬនាមធាតុនេះណាពេលដែលវាប្រតិកម្មពេលដែលវាធ្វើចលនាដូចយើងហៅថាកម្មពេលដែលចិត្តនឹងធ្វើសកម្មភាពគឺជាកម្មអំពើនៃចិត្តហៅថាកម្មទោះបីថាវារលត់ទៅព្រឹបព្រឹបព្រឹបលឿនប៉ុណ្ណាក៏ដោយមិនសល់ជារូបជារាងស្អីក៏ដោយតែនឹងមានផលកើតឡើងអាយដខាងមុខទោះបីថាផលមួយនោះកើតឡើងក្នុងបច្ចុប្បន្នជីវិតនេះយើងក្តីកើតឡើងក្នុងជាតិទី2ទី3ក្តីប្រើពេលយូរក្តីឆាប់ក្តីអញ្ចឹងបានជាក្នុងពុទ្ធដោយការព្រះអង្គឧបមាពីរឿងផលរបស់បាបខ្លះវាប្រើពេលយូរពេករហូតធ្វើឲ្យជន់ពីលទាំងឡាយមានការសោកចំអកព្រះអង្គឧបមាថាម៉េចបុគ្គលអាក្រក់ណាពេលណាធ្វើបាបម្ដងបាបពុំទាន់ឲ្យផលពួកគេតែមានអារម្មណ៍ថាឆ្ងាញ់ធ្វើឲ្យវាស្មានឃើញអីផងបាបចោចបោកចាបអញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់ពេលផលនៃបាបនឹងចាប់ដើមឲ្យហើយបុគ្គលក៏ស្រែកចៃឈឺផ្សាឈឺចាប់រកខែតឃើញបងឧបមាថាដូចបុគ្គលដែលដើរជាន់ភ្លើងអញ្ចឹងជាន់ល្ងើកភ្លើងអាភ្លើងវានៅក្នុងល្ងើកភ្លើងនោះអាតួល្ងើកភ្លើងវានៅក្នុងផេះរបស់វាដល់ពេលយើងជាន់ផាច់ទៅមានដឹងក្តៅអីណាអញ្ញាភាអញ្ចឹងភ្លើងក្តៅអីទេប្រមាទជាន់អញដើរជាន់ឃើញអីផង
miền nam bắc tu cày 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 này tăng bị sáy lỗ đọt khô chẳng việt thơ cá prà tiêu dù cặp ru tại đầm ná mày bạn đừng bọn đừng viên chẳng hói bạn chỉ vật bọt sạt lá này về để thưa bữa cọ tới đại việt toàn bạn tụt tua khó lắm mũi chơi từ sau chấm ô từ không rương đang hai cái dây bạn thưa bạn mới soi anh khơi từ ba chữ bón thưa bạn bàn lùi chẳng hỏi tẹt tông lại nó chọn bạc buồn vào chỗ tẹt tông thả đẹp thả cho người ta thợ bạc nó mở được cái gì cho mình cái đẹp thợ bạc tôi cao chỉ đẹp miền cao tới dây rương nó trơ bộ sai với chai tiền bạc mình vô cái này nó tới chơi chờ lòm tiền chờ lòm tháng bạc nó chui oi một cô luôn bàn khang khla lố khla bộ sai chứ còn lọt tam luôn từ tiếp mà đâu cần ai vô khơi trời ơi nhôm bạc nó trời ơi một cô đại thợ bạc nó đôi thằng quạt cao chỉ từ thay cao chỉ ở nhà chơi từ miền lôi nó cặp đây chơi dọn đầy kê tới chơi từ rung rương anh đang đây sạp bọn chui đọc về mà nó sẽ đảm toán ổ bọn chui mà đúng chăng bọn chui mà đúng chăng bọn anh thơ bọn tiết bà hành thơ thế bọn này có ạ cọ cho nó chứ càng trường mà đúng chăng vì từ về anh chẳng ai thì thôi anh đào đi cao vô khó đi trời hai bộ bọn sai ra thế mày vì mình mẹ anh chăng thế vì mình mẹ ba bà thì chui mà đúng chăng thế đọc về nạc lá vô tập tươi điện vô tập tươi tháng được cái nhóm ạ thơ bọn ạ chui kê nó đọc về cái bào bà ô mà bị thơ bọn nó cái bào bà ô chăng mình lại thắp bón ông khai này ai bên trong chặt lò bây đấy chặt lò cò luôn chặt lò kê chuan này na trên trước đây mà coi để dòng một kia bộ sai ra thay mà chỉ vẫn bộ sai quá cặp ru ta mình vô vì đầm na này cam pho nữa từ bộ sai tới lại nằng bảo chỉ vật chỉ vàng là tầm biên tê nằng biên pê liên tê cùng các bạn sẽ đáp được lại nằng phần tay mình ăn dây nghe nằng má này dây mà đong tầng o bón nó o tầng bọn tê tê vô chặt bên bàn này tình mà đông tình mà đông nhung còn bây nhập tới na miền nhung nào bây nhập bao nữa lừa đòn miền tây bà đây à đây tiền bây nhập ấy đặt tập phần năng ngày nay còn là tour trai tình tê tê tham ăn mình hiền tham lộc tới na tour trai 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 nữa tour khai nhung chạm bàn cặp bóng tại tour trai bị chấm nát mùi thả bọn nó bắp miền rục miền đường tê chạm mặt bàn mười một khơi tê ta bằng co ho riệp riệp mạnh à thà má có bán trong đại Obama thế ở trù vô nhung cật mưa được nong Obama bảo thà má đại thà Obama tới luôn ta cần nâng sàn nhà đại bùng tròn miền khu cơ bản nông khu cơ bản bao nhiêu nó sao từ miền khu tập kia nè đại vì bùng đại miền sóc nông khu chưa sóc này mà chỉ vớt bùng đại miền nông sóc mà đại sao mai trên à là sao từ miền vườn nông khu cơ bản không dây lấy lâu cả nại chân nông Obama đủ nông cả nại cật về đường đủ bùng mồn xua thay việc cao màu nông đại ắt hai được giang mới tì tăng bao viết cứ của bạn bao dương dạ sai chẳng men phần tai về trời tầm miền hải thôi cứ kêu gì đẹp bằng liền chẳng lúc muốn sanh hạ bao kêu niệm mà thọ bao kêu lúc bị tranh bị kêu mà chẳng này thà ở thế vì con là chỉ hai chẳng bàn chỉ phía xa bao phần sam phút hết tộc bạch chỉ giáo nữa vì ta hết tộc bạch chỉ giáo bao đây thằng mùi nó chỉ tua cả ta bằng co chỉ ở tập bốn nó mới miên mùi tiên phần tai men mùi nó chỉ tua đá tới sáng được biết âm mặt tạ tê miền âm mặt tạ phiệp tê miền phiệp thê tê bảo dương tư vừa vô tham vừa nhiên bỏ sẵn nữa đồ ô sợ bỏ dương tư vừa mùi từ mùi tiên o vừa dương âm mặt tạ thê hơi đúng không rốt vừa on âm mặt tạ tê vừa o bài giới đúng âm mặt tạ ấy anh đi chăng thuộc hàng nam ta rốt còn tập về chất này vừa nhiên này từ dương sợ bỏ mùi tiên a đang âm mặt tạ phiệp hơi giống bộ sai tới giống lo ba ra giống không đối tập rụng mạnh đấy, rụng mạnh cái thai giống rụng mạnh cái thai bị đau mà tập bốn đây cũng cứ miên tua và lưng mà đông, parama tham ăn mà đông thôi mà, rồi về bậc cảnh do bay chạy troll tới, việc khai thì chỉ còn bình yên tôi nó đau giống sờ bọ, tam tiền đã sọc khách ta to to nên cao chỉ mình đâu biết cho bị đây à, hỏi à bình yên đây mà giống sờ bọ nó ngựa, vì chụp chỉ riêng chi tiết một nãy chưa đã phục cảnh ngon cảnh ngon đó, nè na cái thôn top trong tờ lọp tờ đâu ăn mà tạm phê với ngầm ở chụp chỉ riêng chỉ thị mà đàn áp đọt ra này anh không thơ bị thi danh đâu bọn tròn ngọc kre tới à vì nhiên dân trái lắm à tôi mới nhức rột rè dân tới mà tôi thay dân cho tờ râu bà đàm mà thơm ăn tua mê với những tờ gần đầu tờ gần đầu phục mùi đại trị ăn mà tạm nó đuôi nập biên chắc ạ thề dân tờ rùm mánh cái dây chẳng ạ hãy biết ấy không vì rùm mánh có đố nó có đố dân mạch nó thả à vì nhiên nó cao bị xây mình cái thằng cao bị mê vì nhiên đặc biệt những thằng đó vì nhiên cao bị tham pull cao dậy không khi ta riêng tha cao mà bị na ta còn đặc biệt đầm na bảo vệ cái dạng đầu từ bó đầu tì bị mũi từ môi chặt chiết đây dạng thứ nào ra ba bị chặt chiết
អ្នកខ្លះប្រើពាក្យថាអន្តោលជាតិអ្នកខ្លះប្រើពាក្យថាចន្លងភពអ្នកខ្លះប្រើពាក្យថាដោសម្បកមច្ឆារដ្ឋិគ្មានថ្ងៃស្វាងបើសិនបាននៅតែប្រកាន់រដ្ឋិអញ្ចឹងមច្ឆារដ្ឋិធ្ងន់ណាស់អត់មែនអញ្ចឹងទេបើយ៉ាចន្លងណាបើថាអះអាងថាមេរៀនព្រះផងមិនបានទេគ្មានទេទៅរកមើលកន្លែងណាមេរៀនព្រះថាយ៉ាងទៅរកឲ្យបានអត់មានទេកុំយកពាក្យព្រះទៅដាក់សោះអត់មានទេរឿងវិញ្ញាណដោសម្បកដោទីនេះមានទេដំណើរការវាដូចបានរៀបរាប់យ៉ាងថាវាកើតតាណាវារលត់តាណឹងវាកើតតាណាវារលត់តាណឹងដូចភ្លើងដុតតាណាឆេះតាណាលត់តាណឹងប៉ុន្តែឥទ្ធិពលរបស់វាវានាំឲ្យមានអវ័យវ័យថ្មីថ្មីកើតឡើងទាំងដែលអវ័យវ័យថ្មីកើតឡើងនោះទោះបីតែប្រើពេលយូរក៏ដោយឆាប់ក៏ដោយត្រង់កន្លែងហ្នឹងនិយាយពីរឿងចុកតេបដិសន្ធិតិញោមកូនរបស់ញោមពេលដែលញោមអាចស្មាននិយាយទូស្ដាប់ទេណាញោមប្រុសស្រីនៅជាមួយគ្នានោះពេលនោះមិនគ្រាប់ឈាមផ្គុំចូលគ្នាឥឡូវយើងទៅញែកតិចបែបវិទ្យាសាស្ត្រក៏ដោយបែបធម៌ក៏ដោយតើនៅក្នុងក្របឈាមស្រីនិងប្រុសមានស្អីខ្លះទី1មានឧតុមានក្រៅត្រជាក់វាត្រូវមានឧតុរបស់វាក្របឈាមប្រព័ន្ធនោះដែរបើទោះបីខ្ញុំស្ទងមិនដឹងដែរប៉ុន្តែវាមានឧតុរបស់វាណាអាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេឧតុជាធាតុគុំទី1មានអីទៀតមានអោជាសម្ដៅរសជាតិអាហាររសជាតិចិត្តពួកក្របឈាមមានកើតពីទឹកបឹងណាកើតពីបាយទឹកកាលពីជាមពីជាមតឹងបបាយទឹកដល់ពេលទី3មិនមែនមានត្រឹមតែអោជាមានទាំងពណ៌ផងមានទាំងក្លិនផងក្របឈាមក៏មានក្លិនដែរណាមានទាំងកាមធាផងណាមិនមែនអត់ក្លិនទេមានក្លិនញោមហិតដឹងឯងក្របឈាមមានក្លិនណាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងមានពណ៌ទៀតមានពណ៌ឯងមានមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងឯងមានមហាធាតុទៀតផងពួកក្របឈាមជាទឹកមិនបោធាតុមហាធាតុទេនោះមិនចឹងឯងញោមដល់ពេលក្របឈាមញោមស្រីប្រុសបោកបញ្ចូលគ្នាច្បល់ចូលគ្នាដូចឈើពីរកកិតគ្នាចឹងកកិតកកិតកកិតកកិតកកិតកិតភ្លើងឆេះត្រុលញោមដែរឃើញគេយកឈើកកិតគ្នាដែរទេអស័យហ្នឹងហើយពេលដែលយើងមិនទាន់កកិតសួរថាភ្លើងនៅឯណាចំណោតសួរថាតើភ្លើងនៅឯណាឈើញីនិងឈើឈ្មោលបច្ឆេះដុំថ្មហើយនឹងមនុស្សអ្នករូតវាមានខ្សែរូតវាមានបច្ឆេះវាមានឈើញីវាមានឈើឈ្មោលភាសាបាលីថាធរណីអរណៈធរណៈអរណៈអស់ខ្ញុំនិយាយបាលីឈើញីឈើឈ្មោលដល់ពេលអាទាំងអស់ហ្នឹងมันអាចប្រះចាស់នេះបានទេរួមគ្នាណាសហការគ្នាក៏កឹតគ្នាទៅមកទៅមកទៅមកទៅមកទៅមកបាត់តែភ្លើងវឹកទៅក្នុងបដោវិញភ្លើងនេះมันបានហក់មកពីទីណាដើម្បីមកចុះទេរបៀបដោយបដិសន្ធិវិញ្ញាណมันមិនមែនមកពីចម្ងាយហ្នឹងចូលទៅតាមចង្កឹងទៅតាមចង្កេះញោមជាមានកូនអត់បីដែលឃើញវិញ្ញាណណាចូលពីចង្កេះញោមអត់គូទ្វារបើកក្រាក់ទៅមានផ្លឹបអញ្ចឹងមានទេបើមានតែអ្នកត្រកយល់សពអត់មានទេធ្វើវាអត់មានធ្វើការអញ្ចឹងទេដល់ពេលដូចគ្នាដែរដល់ពេលយើងកឹកថាភ្លើងឆេះនៅដំណងតែម្ដងណានេះជាកៅប្រមាឧបមាថាពេលដែលក្របឈាមរបស់ញោមស្រីប្រុសបោបញ្ចូលគ្នាមហាធាតុហើយនឹងមហាពុទ្ធរូបហើយនឹងឧបាទេយរូបនេះមានសភាពគ្រប់គ្រាន់ហើយអោជាក៏មានរក្សាក៏មានកន្ធាក៏មានអាប៉ោក៏មានធាតុក្តៅរបស់វាក៏មានធាតុទឹកក៏វាក៏មានមហាធាតុក៏មាននៅក្នុងនោះរសជាតិបាយទឹកហ្នឹងកើតចេញពីបាតុវីធាតុតាញោមណាបាត់ទៅលេងមកឡងកុំបើកបច្ចេកមើលថ្មវាឡងដល់ពេលវាគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងខ្ញុំពេលនេះវាកកាត់គ្នាពេលនោះសត្វតែមានវិញ្ញាណកើតឡើងនៅត្រង់ទៅនោះវិញ្ញាណបដិសន្ធិនៅក្នុងក្របឈាមដែលក្របឈាមហ្នឹងចាប់ផ្ដើមមានតែជាតិសើមបន្តិចប្រហែលនឹងចង់ស្បូវដែលយើងយកទៅចលក់ទឹកហើយក៏លាស់7ដងចង់ស្រូវចង់ស្បូវដែលញោមយកទៅចលក់ទឹកហើយញោមក៏លាស់ផាច់7ដងសល់ជាតិសើមប៉ុណ្ណាគ្រាប់ឈាមដំបូងជាតិសើមដំបូងប៉ុណ្ណឹងដែរមានតួវិញ្ញាណអាត្រៃនៅសំដួលសួរថា
អញ្ចឹងអាស្រ័យទៅអាស្រ័យទៅក្របឈាមដែលទីដែលជារូបធាតុនិងរូបធាតុបោបញ្ចូលគ្នាតែម្យ៉ាងឬយ៉ាងមិនថាមិនមែនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេគឺអាស្រ័យឥទ្ធិពលរបស់កម្មចាស់ផងឧបមាដោយអាត្មាបង្រៀនញោមគោះវាគោះវាទៅក្បាលរបស់ញោមមានអីមានខួរខួរมันមានសាច់มันមានឈាមมันមានទីតាំងដល់ពេលខួរនោះវាធ្វើការយ៉ាងម៉េចសត្វតែមានកណិតសញ្ញាកើតឡើងកណិតសញ្ញានឹងទទួលស្គាល់ថាវាជារបស់ថ្មីដែលវាកើតនៅត្រង់គូក្បាលនោះមិនមែនមកវាចង្អៃប៉ុន្តែមានឥទ្ធិពលរបស់គ្រូជាហេតុកំបើកណាគេបើកទៀតណាវាឡងសលេញោមណាត់បើកចាំយីយីយីធីរីបើកបើកចោលណាគេបើកចោលមិនឃើញបើកតើតំបិតមិញហ្អេអត់បាត់ចឹងកុំបើកបិទវិញវាវាឡងទៅអឺខ្ញុំក៏ដាក់ឲ្យទាន់ណាពេលដែលជីវិតពេលដែលតួវិញ្ញាណកើតនៅក្នុងពោះថាយ៉ាងចុះកើតក្នុងក្របឈាមមាននៅក្នុងក្របឈាមរបស់ញោមញោមស្រីវាកើតនៅត្រង់នោះតែម្ដងវាមិនមែនមកពីចម្ងាយទេប៉ុន្តែត្រូវដឹងថាមានចំណែកចូលរួមអំពីឥទ្ធិពលរបស់បណ្ដាប្រព័ន្ធសត្វពីមុនពីមុនដូចជាភាពខ្លោចខ្មៅមិនក៏ឡងមិនឈុំអញ្ចឹងនេះសលេងថ្មនិយាយទៅវាឡងមកវិញពីបីដងនេះនរណាគេបើកស្អីចោលហ្នឹងញោមញោមណាបើកអីញោមណាបើកអីចាប៊ុនកុំកុំបើកញោមបើកអានឹងបើកពីរនេះអត់បានទេវាឡងទៅលេងនិយាយទៅវាយូតដូចចលេងខ្មៅអញ្ចឹងវាតែងតាយឡងទៅឡងមកដូចមានអាណាមួយនិយាយបច្ចេកយើងបាត់ពីអឺខ្ញុំគិតមើលពេលដែលវិញ្ញាណមាននៅក្នុងក្របឈាមក្នុងពោះស្ត្រីណាវាមានចំណែកចូលរួមគឺចំណែកឥទ្ធិពលរបស់បុណ្យបាបទាំងតែបុណ្យបាបបុគ្គលធ្វើនឹងផងពីណាពីណីមកណោះដូចជាការដុតភ្លើងឲ្យពលុតចោលណាពេលដែលធាតខ្មៅភាពភាពខ្លោចកើតនៅលើស្លឹកឈើណាគឺមានចំណែកចូលរួមពីឥទ្ធិពលរបស់នោះរបៀបអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការរបៀបអញ្ចឹងចិត្តប្រតិកម្មឯនេះនេះប្រតិកម្មចប់គឺចប់ប៉ុន្តែមានផលមួយបកកើតឯនោះនាមធាតធ្វើការអញ្ចឹងឯងបុណ្យបាបធ្វើការអញ្ចឹងឯងមិនមែនវានឹងឯងជាតួស្អីដែលធ្វើចលនាទៅមិនចេះចប់ចេះហើយដូរទីដូរស្ថានដែលយើងនិយាយថាទៅចាប់ជាតិធ្វើបន់ហើយងាប់ទៅមានអាទឹកបន់តាមឲ្យពលឹងទៅកលៀតចេះដីនោះទៅដើរមើលតាមផ្ទះគេនោះអ្នកខ្លះធ្វើបន់ហើយអ្នកខ្លះថាងាប់ទៅអញបានរឹងណាជីអញកាននៅរត់ណាជីតរឹងជឿខ្នងទៅងាប់កុំផ្លិចអញរៀបងាប់ទៅធ្វើបន់ដាក់រឹងឲ្យលោកផងបានទៅលោកជីនោះខ្មោចណាជីរឹងមកគ្មានស្អីឲ្យជីហ្នឹងដល់ពេលអ្នកនៅផ្ទះនេះច្រឡំនោះអ្នកដែលនៅរួមច្រឡំថាម៉ែគាត់ស្លាប់ទៅបានឆ្នាំងលព្រាចានមិនណានោះខំរៀបស្លាកដកសាកដកប្រគេនលោកអាស្លាកស្លាកដកសឡុងហ៎លោកនេះមិនដឹងដែរខំអោយអ្នកស្រុកគិតអញដល់អីមើលសឡុងពេលសោតមុនមកអោបចានលព្រាឆ្នាំងវែកមានទាំងកែះទៀតមានទាំងដីកែមានចក្រានកែះមានទាំងកន្ទេលមានទាំងទឹកត្រីវិជែងមីត្រីខមកដល់អ្នកស្រុកគិតលោកអ្នកស្រុកមានគិតលោកណាអ្នកស្រុកគិតឲ្យម៉ែគាត់ស្លាប់ទៅនោះខ្លាញ់គ្រប់ប្រឡងនេះញោមបើជួយបើកអាត្រង់កន្លែងហ្នឹងបើពុកក៏ចុះទេបើញោមគិតលោកវិញបនច្រើនមកទោះនិយាយយ៉ាងចុះនិយាយថាអូអញគិតមើលក្នុងវត្តខ្វះអីក្នុងពុទ្ធសាសនាបានជាប្រគេនលោកប្រគេនឲ្យសពមកអញតែមនុស្សជួយគេជួយគ្រប់ហ្មងជួយមីត្រីខអត់មានឆ្នាំងកាសបាញ់សំមកដាក់ឆ្នាំងកាសទៅហ្មងគេកាហ្វេលោកអត់មានតែអត់មានកែវអញ្ចឹងមិនសមបានលោកអីឆុងដាក់កែវទៅផងមើលអញផឹកកាហ្វេក៏រកកែវដែរបើញោមចេះគិតអញ្ចឹងគ្រាន់បើវាជាអំពើបន់ផ្លូវចិត្តចំណាយការទើបន់វាមិនពាក់ព័ន្ធរឿងរបស់ក្នុងក្រុមគ្រូវាពាក់ព័ន្ធថាតើចិត្តល្អកើតអត់អំពើនោះជាល្អហើយនៅបើវាពិតជាកើតឲ្យដល់ស្មោះត្រង់ហើយនេះជាអំពើបន់ហើយឲ្យផ្សាយដំណឹងទៅអ្នកណាដឹងក៏ទទួលយកទៅអ្នកណាមិនដឹងក៏អត់ទៅអ្នកខ្លះដឹងឲ្យកុំត្រេកអរដែរមនុស្សខ្លះគេធ្វើល្អជាតែអត់ទេមិនដឹងទៅជួយមិនទេហ្នឹងហ៎វាមិនពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនដែលយើងត្រូវទឹះទេបើញោមចេះយកមកគិតលោកវិញអាចរៀបយ៉ាងណាស្រឡំប្រឡងដាក់ហ្នឹងព្រោះខ្លាចដូចខ្វះនិយាយខ្វះយកខែភាសាខ្វះអីខែភ្លៀងខ្វះអីឥឡូវនឹងអត់ទៀនកើតទេមិនដូចពីមុនទេឥឡូវមានផ្លាកព្រឹងរត់
បើភ្លើងរត់ភ្លើងមិនស្ិនមានប្រេងអូថោបើយកចេះលៃលោកគិតយេគិតគេអញ្ចឹងល្អណាស់គិតគិតស្តាប់មកបានជួយយាយជួយតាជួយអ្នកស្រុកជួយអស់មកជួយមនុស្សជួយឲ្យចេះជួយមានការងារធ្វើទៀតមិនជួយតបាយឲ្យបាយហូបមិនហ្នឹងស្អែកឡើងក្រទៀតអញ្ចឹងជួយចំណេះជួយឱកាសរៀនជួយបញ្ជលបើថាជួយអ្នកស្រុកមិនមែនឲ្យចេះតែរកស៊ីឲ្យចេះគិតគូរប្រទេសទៀតជួយចេះការពារខ្លួនឲ្យយកសិទ្ធិមកអំណាចក្នុងដៃអ្នកបើគិតឲ្យអញ្ចឹងទៅជាបនច្រើនបើមិនចង់ឲ្យណាទៅគិតរឿងខ្មោចងាប់ឯណានៅវិញខ្មោចនឹងទៅសល់ឯវាប្រឡងរបស់ញោមនោះមានខ្មោចបានប្រើឯលោកអ្នកប្រើនឹងជក់មាត់មើលតែទៀតសូនមុនហើយបានអញឡានខ្មោចទេលោកគិតខ្ញុំខុសទេបើប្រកេនលោកហើយរបស់ឯងគេត្រូវប្រកេនទេអោមុនមានអីខុសសូនសូនមុនគួយមើលអានតែក្រានគេទៀតស្រួលហ្នឹងមានបានទៅខ្មោចណាពួកមានសតអីទៅចង់ទេខ្ញុំតន់ណាអ្វីដែលគេនិយាយថាចុះវិញ្ញាណខណ្ឌអ្នកស្លាប់ទៅយើងធ្វើបុណ្យទៅទៅគេសំដៅយកថាសត្វដែលកើតរួចហើយនោះណាតខដែលកើតក្នុងជាតិខាងមុខរួចហើយនោះគេសត្វថ្មីក៏ពិតមែនប៉ុន្តែរងអត្តពលអំពីសត្វចាស់ដូច្នេះចាត់ទុកថាអ្នកនោះនៅតែជាញាតិរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងដោយមនោសញ្ចេតនាអ្នកឯងទៅកើតណាទៅកើតទៅប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែគិតថាអ្នកឯងនឹងធ្លាប់ជាស្អីនឹងខ្ញុំពីមុនលើវាដូចខ្ញុំហុកស្វាយអញ្ចឹងខ្ញុំបានផ្លែស្វាយខ្ញុំកប់ក្នុងដីគ្រាប់ស្វាយក៏លីអស់ហើយដល់ពេល10ឆ្នាំក្រោយខ្ញុំទៅរកស៊ីថៃមកវិញផ្លែស្វាយវិញដើមដល់ពេលណាមួយមកបេះផ្លែស្វាយយើងច្រកក្រំទៅយើងទៅរករឿងអត់យើងទៅរករឿងអេមិនបេះស្វាយអញ្ចឹងការប្រកាន់ណាដល់ពេលគេថាបេះស្វាយណាឯណាស្វាយណាឯកប់ដីឲ្យលីបាត់អស់ហើយតើខ្ញុំបេះផ្លែស្វាយលើចុងស្វាយនោះឯងមិនព្រមល្មមកន្លែងហ្នឹងខឹងពេកយកទៅឲ្យព្រះរាជាកាត់ដីដល់ពេលព្រះរាជានោះយកដែរព្រះរាជាថាអើរបស់នេះឯងកប់ក្នុងដីលីអស់ហើយតើអានេះគេបេះថ្មីតើនៅលើចុងស្វាយហ្នឹងមានពាក់ព័ន្ធណាថ្មីតើនោះមានដូចគ្នាណានឯងមើលណៃទៅកប់ពីដីមកដូចគ្នាអត់លេងចឹងមកខ្ញុំព្រមអត់ដូចគ្នាដែរសัตว์មួយកាត់ឡើងខាងមុខប៉ុន្តែมันអាចទាត់ចោលនៅអំពើបាបបុណ្យរបស់ខ្លួនថាมันធ្លាប់បានធ្វើទេព្រោះកំណើតរបស់នេះឯងហ្នឹងវារកអត្តពលពីណោអាត្រង់ទៅហ្នឹងឯងគេយកមកបញ្ជាក់ថាតើសัตว์មួយដែលធ្វើបុណ្យធ្វើបាបក្នុងជាតិកន្លងទៅហើយនោះដល់ពេលកំណើតកើតថ្មីនោះតើយើងបានអ្វីជាបញ្ជាក់គឺមើលពីដំណើរដើមតោងហ្នឹងអ្នកឯងកើតឡើងព្រោះរងអត្តពលអំពីសត្វណាអ្នកឯងនឹងសត្វនោះគឺតែមួយដូចផ្លែស្វាយហ្នឹងផ្លែស្វាយនៅលើចុងស្វាយហ្នឹងវារងអត្តពលអំពីគ្រាប់ស្វាយណាដល់ក្តីប្រកាន់មាត់មកចាស់ស្វាយគេតែប្រកាន់ជារបស់គេហើយមិនក៏បេះងាយងាយអញ្ចឹងចង់យកលេះមិនឥឡូវឧទាហរណ៍ថាញោមមេត្តាញោមប្រុសណាម្នាក់នៅក្នុងហ្នឹងណាញោមនៅពីតើគេពាក់ខ្សែកោឲ្យនារីម្នាក់ថាត្រូវជាគូទៅដឹងគេភ្ជាប់ពាក្យស្របច្បាប់រួចហើយតែមិនទាន់អានការចាំ16អានការដល់ពេលរកស៊ីបាយគ្នាទៅដល់ថ្ងៃឯងចិត្តកាថាបរោះណាមួយទៅទៅដឹងយកបាត់ដល់ពេលយើងទៅដឹកដៃបរោះនោះឯងទាំងនាងនោះទៅតវ៉ាមួយស្ដេចថាទេប្រពន្ធខ្ញុំតើដល់ពេលស្ដេចនឹងចេញមកវិនិច្ឆ័យយ៉ាងម៉េចចៅក្រមលេលើទៅថាប្រពន្ធរបស់អ្នកឯងកាលអ្នកឯងទៅទៅដឹងកុមារណាណៃមើលរូបតូចមួយនឹងឲ្យមុខផ្សេងឥឡូវនេះគេមនុស្សផ្សេងណាសាច់ឈាមផ្សេងកមុំផ្សេងកពោះកពោអញ្ចឹងបរោះទី2គេមកយកនឹងត្រូវឲ្យយើងមិនព្រមយើងតែនិយាយថាជារបស់ខ្ញុំជារបស់ខ្ញុំដូចគ្នាអ្នកធ្វើបាបធ្វើបុណ្យកម្មពិជាងកម្មពន្ធុកម្មបដិសារណោមអាចបដិសាយបានទេមិនអាចយកលេសថាអូយធ្វើអីធ្វើទៅឥឡូវនឹងកើតទៅណានោះនឹងសាក់ណាផងនិយាយយកលុយណាណៃរួចខ្លួនឯងបងឯងរងអត្តពលអំពីបាបចាស់យ៉ាងបានជាប្រពន្ធនិយាយពីរឿងស្លាប់កើតនោះណាវាមានតំណាក់តំណងអញ្ចឹងតែត្រូវដឹងថាវាមិនមែនទៅកើតទេនាមធាតុមិនមែនទៅសាងទេវាគ្រាន់តែជាហេតុបង្កឲ្យមានអាថ្មីតែវាមិនមែនទៅឡើយកុំនាំទៅនិយាយវិញ្ញាណទៅយកសបកយកអីនោះកុំឈួតបើខូចមានរៀនព្រះទៅភ្លើសធေါ်ព្រះបន្លំអស់បើទៅនិយាយយ៉ងវាលែងទៅជាអនិច្ចំទុក្ខអនត្តាវាលែងថាត់ក្រោមអំណាចត្រៃលក្ខណ៍វាលែងចូលក្នុងលក្ខណៈខណ្ឌ5បែកធ្លាយបែកធ្លាយស្អីបើទៅតែសបកនឹងបើសបកបែកទៅប៉ុណ្ណាអា4ខណ្ឌទេនឹងបែកផងនេះបើរត់នៅពៀនឃើញមិនអមតៈអីចឹងចេះទៅទៀតហ្នឹងរាប់កោតផែនដីលើវាដូចរៃសក់លើវាដូចពោះសក់អញ្ចឹងចោលសបកឲ្យទៅទៀតអញ្ចឹងឆារថៈធ្ងន់ធ្ងរបសធម្មបរិរូបស្តៀងធម៌ព្រះតែប្រឡំទេ
ខុសធ្ងន់ណាស់តើនឹងខ្ញុំតាមតនថ្ងៃនេះក្រនគរវិជ្ជាអំពីរឿងចិត្តបន់ចិត្តបាននឹងបង្កជាផលយ៉ាងម៉េចនាមធម៌នេះធ្វើការម៉េចបើគ្មានរូបមានរាងផងនេះបានឧបមាហើយគឺវារបៀបអញ្ចឹងហើយសួរថាតើស្អីទៅបានជាគ្រឿងបញ្ជាក់ថាសัตว์មួយនឹងធ្លាប់ជាប់តាក់ទងជាមួយសัตว์មួយយើងមើលយាយបានថាដូចផ្លែស្វាយនៅលើចុងស្វាយនេះតើវារងអត្តពលអំពីគ្រាប់ស្វាយក្នុងដីណាវាជារបស់គ្រាប់ស្វាយក្នុងដីនោះហើយសัตว์មួយកើតក្នុងពេលឡើយនេះអត្តពលនៃការកើតឡើងនេះជាអនកកម្មកម្មដែលបានធ្វើពីមុនធ្វើនីតិជាអនកកម្មបង្កើតបាននៅខណ្ឌថ្មីបង្កើតបាននៅវិញ្ញាណថ្មីចូលរួមបង្កើតវិញ្ញាណថ្មីវិញ្ញាណថ្មីដែលកើតឡើងនៅក្នុងក្របឈាមថ្មីអាស្រ័យឥទ្ធិពលរបស់បណ្ឌបាបឯណាចាត់ទុកថាសត្វដែលកើតថ្មីនោះគឺជាអ្នកចាស់នោះហើយអញ្ចឹងបានជាព្រះអង្គនិយាយពីរឿងអតីតជាតិថាគតជាតិមុនជាស្អីបន្តមកទៀតជាស្អីឥឡូវបច្ចុប្បន្នជាស្អីអំណរការនោះកើតជាមួយថាគតបន្តមកជាស្អីជាស្អីស្អីទេបន្តពីមុនជាស្អីជាស្អីស្អីទៅមិនត្រឹមប៉ុណ្ណឹងឯងជាកអ្នកទៅមុខទៀតអ្នកឯងងាប់ទៅកើតជាស្អីខាងមុខទៀតអញ្ចឹងណានិយាយពីគេអាចបញ្ជាក់បានដោយសារតែអ្នកតំណងអញ្ចឹងដូចយកម្ចាស់ស្វាយអញ្ចឹងខ្ញុំអាចយករឿងពិតយកផុសតាងទៅបង្ហាញចៅក្រមដែលគេមានយុទ្ធធរគេយល់ការគេថាអូត្រូវហើយគាត់ទៅថៃដល់20ឆ្នាំក៏ដែរប៉ុន្តែផ្លែស្វាយហ្នឹងគឺវាផ្លែចេញអំពីក្រោះស្វាយក្នុងដីរបស់គាត់គាត់ជាអ្នកដាំមិនមែនឯងទេយើងជារបស់គាត់ហ្នឹងហើយណែគេមើលពីដំណើរដើមតើនោះជាគ្រឿងបញ្ជាក់ចៅក្រមគេមើលហ្នឹងខ្ញុំទាន់ណែមកយកខ្ញុំគ្រប់គ្នាស្កាត់ឈឹងហើយណាតន់គុណគណាមានណាទៀតនៅរស់តទៅស្បងចឹងប៉ុណ្ណឹងទៅចុះលើសម៉ោងទេខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងឯងថ្ងៃនឹងត្រុសត្រាយប៉ុណ្ណឹងតែត្រុសត្រាយជាងនឹងទៀតបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដើម្បីចូលទៅនិយាយរឿងកម្មទាំង4យ៉ាងនោះណាចឹងថ្ងៃប៉ុណ្ណឹងថ្ងៃនឹងក៏ប៉ុណ្ណឹងចុះខ្ញុំសម្រាប់ប៉ូលីយ